chương 153. Ta như tế ra hàng tinh kim đan, các hạ lại như thế nào, hai. Tải áp để nghe trọn bộ. Tề nguyên thứ không thiếu nhất, liền là bản nguyên thần thông. Đại cung chủ sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía tề nguyên, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Ngươi chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, vô thiên lão nhân e rằng đều không phải là đối thủ của ngươi. Tề nguyên dựng ở trong hư không, trường bào màu đỏ ngòm bộc phát yêu giả, nói nhiều như vậy làm cái gì, hôm nay, quang minh cung tất diệt. Tề Nguyên rất nhẹ nhàng. Cùng quang minh cung một trận chiến, nói thật với hắn mà nói, căn bản không tính là gian nan một trận chiến. Liền là có chút lãng phí thời gian, đến chậm rãi mai. Đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, tế ra âm thần pháp khí, một lần hành động đánh giết kẻ này. Tam cung chủ tử dung trống to. Loại này uất ức đối chiến, nàng không muốn tiếp tục lại kéo dài thời gian một nén nhang, mặc cho huyết y kiếm thần nhiễm bẩn quan minh cung chấp sự cùng trưởng lão, quan minh cung tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng. Luôn luôn ít nói nhị cung chủ cũng mở miệng. Đại ca, cái kia dùng âm thần pháp khí. Bọn hắn biết, âm thần pháp khí không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì vốn là khiếm khuyết, sử dụng phía sau, lại tu bổ cần thiết thời gian sẽ càng dài. Đại kiếp tiến đến, chuẩn bị cho bọn họ thời gian không nhiều lắm nhưng huyết y kiếm thần cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nhất định cần sử dụng loại sát thủ này giảng. Đại cung chủ lúc này nhìn về phía tề nguyên, thông thả thở dài. Đạo hữu hà tất chăm chú bức bách. Chúng ta đại tu sĩ, tu vi kiếm không dễ. Những người phàm tục kia, giết cũng liền giết, cho cái mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, lại sẽ lần nữa như châu chấu xuất hiện. Có thể nói là giết không hết, lấy mãi không hết. Mà chúng ta, lại cần ngàn năm tuế nguyệt trở lên thời gian mới có thể xuất hiện một cái trong lòng hắn còn ông lấy có thể ít liền ít ý nghĩ tề nguyên nghe vậy thần sắc bình tĩnh mạng ngươi đắc a à? không đúng chính xác đắc ta bạch nguyệt quan liền là cao nhân nhất đẳng liền là mệnh đắc ngữ khí của hắn không có bất kỳ thỏa hiệp đại cung chủ thấy thế thần sắc biến đến lạnh giá giờ khắc này hắn cuối cùng quyết định hoàng cực kinh long quang món này khiếm khuyết âm thần pháp khí cuối cùng từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra rơi vào trên đầu của hắn hoàng cực kinh long quang toàn thân màu vàng kim phía trên nhiễm lấy một giọt máu đó là âm thần chi huyết một giọt máu rơi xuống một vị tử phủ hậu kỳ đều không thể tiếp được khủng bố làm người ta sợ hãi bá đạo vô cùng khí tức không ngừng tràn ngập đại cung chủ trên mặt lộ ra giữ tận cùng thống khổ thần sắc. Lít nha lít nhít lân phiến, ở trên người hắn không ngừng toát ra. Hai con mắt của hắn, biến thành màu vàng kim, đầu cũng trong nháy mắt này, biến thành long lô. Viễn cổ, thần bí, cường đại không thể chiến thắng khí tức phát ra. Tề nguyên cảm giác được, đối mặt mình không phải một tôn tử phủ, mà là một vị thiên thần. Phạm ta thần uy người, giết. Âm thanh trầm thấp, thô chắc, tràn ngập uy nghiêm. Tất cả tử phủ, trái tim phanh phanh trực nhảy, bọn hắn cảm giác được, phản phất vị kia thần linh nếu muốn, thân thể của bọn hắn liền sẽ không tự chủ được phá toái. Lúc này, phạm vi ngàn dặm linh khí, không ngừng rối loạn, tạo thành linh khí. Âm thần Âm thần xuất thế Đây chính là âm thần chi cảnh, vẻn vẹn nhìn một chút, con mắt của ta. Một vị thần anh tu sĩ liếc nhìn, hai con mắt của hắn truyền ra máu tươi. Huyết y kiếm thần. Xong. Âm thần vừa ra, người nào có thể địch. Chúng sinh bình đẳng, quả ngươi trúc cơ nguyên đang thần anh vẫn là tử phủ, đều như phạm nhân đồng dạng yếu ớt. Đây chính là thần linh lực lượng ư. Tề nguyên ánh mắt, lần đầu tiên biến đến ngưng trọng lên. Theo lấy đại cung chủ mang lên hoàng cực kinh thế đỉnh. Toàn bộ quan minh cung, tất cả thần anh cùng tử phủ bao gồm tề nguyên toàn bộ bị đẩy vào hư cảnh bên trong tề nguyên nhìn thấy nguyên bản vĩ ngạn đại cung chủ khí tức trên thân sống cả mãnh liệt viễn cổ thần linh ẩn núp trong đó chết thần linh duỗi ra một chỉ một chỉ này ngang ngược không giảng đạo lý thần linh một chỉ rơi xuống đủ để đem đại thương quốc gần trăm vạn km hai diện tích tại trên địa đồ xóa đi dạng này một chỉ căn bản không phải người có thể đối kháng coi như hơn 10 vị, vài trăm vị, thậm chí hơn ngàn vị tử phủ hậu kỳ đại tu sĩ đối mặt dạng này một chỉ, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Vận dụng nội tình tru sát ngươi, huyết y kiếm thần, ngươi chết có ý nghĩa. Hắn đánh giá tề nguyên, hình như muốn đem hắn nhớ kỹ. Chỉ là lúc này, đại cung chủ đôi mắt đột nhiên nhảy một cái. Ngươi không phải tử phủ. Thậm chí không đến thần anh. Lòng của hắn thình thịch nhảy một cái, Tại trận Tử Phủ nghe được cái này đều có chút mê man. Bọn hắn không biết Đại Cung Chủ vì sao dạng này nói. Mà lúc này Tề Nguyên Tiêu Sái cười một tiếng. Ta khi nào nói qua, ta là Tử Phủ. Ta Thiên Đạo Trúc Cơ, Hằng Tinh Kim Đan. Ta Hằng Tinh Kim Đan, giết cái Tiên Thần không quá phận a. Giờ khắc này Tề Nguyên trên mình trường bạo màu đỏ ngòm bắt đầu hòa tan, ánh sáng nóng bỗng sáng chói tại đan điền của hắn tràn ngập một cái khủng bố đồ vật đang nổi lên đại nhật chói chang vô tận quang nhiệt đại cung chủ trên mặt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi thần tình hắn có loại nguy hiểm dự cảm chết giờ khắc này hắn không do dự nữa thần linh một chỉ theo trên hướng xuống trực tiếp hướng tề nguyên nhấn tới dạng này một chỉ đủ để đem đại lục đánh chìm đem một nước tự nhiên xóa đi đại cung chủ gào thét, thần linh một chỉ, người như thế nào ngăn. Thiên địa chấn động, hư cảnh không biết vật chất quay cuồng, tất cả không gian, tự hồ bị thần linh một chỉ đè ép, lại bạo tạc. Ta nếu là tế ra hàng tinh kim đan, các hạ lại nên làm gì ứng đối. Lần này, tề nguyên cuối cùng tế ra chính mình hằng tinh kim đan. Trời giáng nhảy, thủy hỏa tương giao, âm dương lẫn nhau tụ. Giao khí cực sung túc, kết liền nguyên đan, mặt trời là đây. Ta tức đại nhật. Thời gian, phản phất tại một khắc này ngưng kết. Thần linh một chỉ rơi xuống tốc độ, tại tề nguyên trong tầm mắt, cực chậm cực chậm. Vô cùng vô tận linh khí phun ra ngoài, tề nguyên đang điền, nóng rực, đại nhật, hủy diệt đang phun trào. Thương lan giới, chỉ thấy trên thiên khung, khỏa kia tiểu thái dương, tại lúc này đột nhiên biến lớn. Tất cả tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn thương khung. Chỉ thấy, khỏa kia tiểu thái dương tại bốc cháy đang phát tán ra vô tận quan nhiệt tại rơi xuống đầy trời tinh thần vào giờ khắc này đều tại rung chuyển tất cả tinh quang nhật nguyệt ánh sáng vào giờ khắc này đều bị khỏa kia tiểu thái dương so xuống dưới mọi người ngẩng đầu sắc mặt hoảng sợ hoặc là sợ hãi khỏa kia tiểu thái dương càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn nhật nguyệt tinh thần không gặp trên thiên khung chỉ có cái kia một khỏa nóng rực đại nhật. Thậm chí, phản phất muốn rơi xuống rơi vào trên thương lan giới. Vô số khí tức khủng bố nhộn nhịp bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cái kia hình như muốn rơi xuống tại thương lan giới khủng bố Thái Dương. Giờ khắc này, mặt trời mọc thương lan, thiên hạ phải sợ hãi, thần linh hoảng sợ mà tỉnh. Hư cảnh bên trong, một vòng đại nhật hư ảnh tại phía sau tề nguyên từ từ bay lên. Vô tận quan huy, vô hạn hỏa diễm, tại tề nguyên trên mình nhảy lên thời khắc này tề nguyên thần thánh như đại nhật phàm là nhìn thấy vòng kia đại nhật hình chiếu sinh linh trong đôi mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi đại cung chủ con mắt màu vàng ống bên trong phản chiếu lấy vòng kia đại nhật thân ảnh trên mặt đều là không thể tin khó bề tưởng tượng thần sắc ngươi đến cùng là cái gì tề nguyên không có trả lời đại cung chủ những lời này trong hai con mắt của hắn lóng lánh thái dương sáng chói. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia cơ hồ bất động thần một trong chỉ. Đại Nhật Huy Hoàng, phổ chiếu tứ phương, ta lấy huyền y, pháp lệnh chính chương. Sau lưng thái dương hư ảnh, không ngừng bành trướng. Toàn bộ hư cảnh, tự hồ cũng chứa không nổi một vòng này Đại Nhật. Chỉ là tiên thần, nhìn ta hằng tinh kim đan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 153, Tại như tế ra hằng tinh kim đan, các hạ lại như thế nào, ba. Tải áp để nghe trọn bộ. Giờ khắc này, thái dương hư ảnh bạo tạc. Vô cùng vô tận hỏa diễm, vô tận ánh sáng và nhiệt độ, cuốn sạch lấy toàn bộ hư cảnh. Thần linh khiên ra một chỉ, đủ để hủy thiên diệt địa một chỉ. Tại đại nhật phía dưới ánh sáng, thật giống như một cái tượng sáp đồng dạng buồn cười. Tan rã, hư vô. Toàn bộ hư cảnh, khắp nơi đều là hỏa diễm, rung chuyển, lật út. Đại cung chủ trên đỉnh đầu hoàng cực kinh long quang, liền tiếng răng rắc đều không có vang lên, trực tiếp bao phủ tại vô tận lửa cùng nóng bên trong. Ánh mắt của hắn ngưng kết, chỉ là ngơ ngác nhìn vòng kia đại nhật, thân thể bị đại nhật thôn phệ. Thái Dương Kim Đan Hắn không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng. Coi như trở thành âm thần, hắn cũng không cách nào lý giải, vì sao sẽ có hành tinh kim đan đáng tiếc hắn cũng không cần lý giải khi thấy thái dương kim đan một khắc này cho dù hắn đeo lên hoàng cực kinh long quang cho dù hắn nắm giữ âm thần lực lượng tại đại nhật phía dưới hắn cũng hóa thành tro tàn thậm chí ngay cả bất luận cái gì ngăn cản đều không có tất cả tử phủ thần anh tu sĩ không có bất kỳ dãy dụa, trực tiếp bị trọn vẹn hòa tan biến mất không thấy gì nữa đại nhật uy lực người nào có thể ngăn? Không ai có thể ngăn cản. Quang Minh cung hơn ngàn tu sĩ, đến đây vẫn lạc. Tề Nguyên đứng ở hư cảnh bên trong, tự như một vòng đại nhật, trong hai con mắt của hắn, vô tận thái dương chân hỏa tại lấp lóe. Đan điền của hắn, lần này thật nhiệt tình như lửa. Triệu hồi ra hàng tinh kim đan, Quang Minh cung đối Tề Nguyên tới nói, nhỏ yếu đáng sợ. Mà lúc này, một đạo ngạc nhiên âm thanh truyền đến giọt máu. Tề Nguyên liền cảm giác được một đạo thân thể mềm mại dán tại trên thân thể hắn. Chim Hoàng Yến Tề Nguyên nhìn xem chim Hoàng Yến hư ảnh, trong đôi mắt mang theo một chút kinh hỷ thần sắc. Bất quá, hắn cảm giác được chim Hoàng Yến thân ảnh tại từ từ hư hóa, cuối cùng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cũng rời đi vài ngày. Chim Hoàng Yến giống như quá khứ, vẫy dài màu đen càng lộ vẻ nàng lạnh da trắng, vòng eo thon trong suốt một nắm, theo lên tinh xảo hoa văn dưới làng váy, là tất chân màu đen, đem hai đùi trắng nõn cùng ấu ngó sen chân ngọc bao lấy. Vài ngày, Tề Nguyên nhìn xem chim hoàng yến, hắn nói, trên mặt đất một ngày, trên trời trăm năm, kỳ thực. Ta đã rời đi hơn ngàn năm. Chỉ là, ta đem bản nguyên thần thông cho khắc vào trên kim đan, ngươi sinh hoạt tại kim đan của ta bên trên, mỗi ngày đều ở vào quên cùng không quên tình huống. Nguyên cớ, thời gian tại ngươi mà nói xem như loại khác bất động tề nguyên cũng không có nghĩ đến triệu hoán kim đan của mình hình chiếu lại có thể đem ninh đào hình chiếu cũng triệu hoán mà tới ninh đào sững sờ chợt ngòn ngọt cười cho nên nói tháng năm dài đằng đẳng bên trong trừ bỏ ngươi bản tiểu thư thời gian đều là dừng lại nàng hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt tề nguyên gật đầu một cái ngươi nếu muốn thay đổi rời đi kim đan liền có thể không muốn, dạng này cũng rất tốt. Ninh Đào nhìn xem Tề Nguyên, một mặt quyến luyến. Nàng biết, chính mình muốn rời đi. Giọt máu, hiện tại. Bản tiểu thư biến đến rất cường đại. Nàng duỗi ra tuyết trắng nắm đấm, tại Tề Nguyên trước mặt quơ quơ, lần sau, ngươi không cần đem khỏa này đại kim đang triệu hồi ra tới, ngươi chỉ cần đem ta gọi tới, bản tiểu thư liền có thể giúp ngươi giết địch, liền vừa mới đầu kia trùng bản tiểu thư một cái có thể đánh 10 cái triệu hoán đại kim đan quá lãng phí tại hằng tinh trên kim đan ninh đào đạt được tề nguyên tặng cảnh giới của nàng nâng cao một bước tề nguyên nghe vậy sờ lên chim hoàng yến tóc đen chờ ta trong đan điện linh khí đầy nhất định gọi ngươi xuống tới chơi triệu hoán hằng tinh kim đan trong cơ thể hắn linh khí thâm hụt lợi hại trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa triệu hoán cuối cùng đây không phải vượt qua một cái thế giới đây là vượt qua một cái vũ trụ không cần tùy thời triệu hoáng gặp được thời điểm nguy hiểm gọi bản tiểu thư là được chim hoàng yến hiểu chuyện nói nàng nhìn tề nguyên mặt trong mắt hình như có tinh thần lần này là bản tiểu thư đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi thân hình của nàng tại không ngừng tiêu tán tề nguyên nắm lấy tay của nàng từ từ xem nàng biến mất cuối cùng Hắn đem một tia hỏa diễm đặt ở Ninh Đào trong lòng bàn tay. Đây là ta mới được tới Thái Dương chân hỏa, tại hành tinh bên trên đem nó giấy lên. Hành tinh bên trên giấy lên Thái Dương chân hỏa, như thế hắn Kim Đan, nói không chắc có thể thôn về cái khác hành tinh, hành tinh. Hắn Kim Đan cũng tại không ngừng mạnh lên. Tốt. Ninh Đào dùng sức gật đầu, thân hình của nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tề Nguyên áo bào màu đen giờ khắc này hóa thành đỏ tươi, thân hình của hắn cũng thay đổi đến hư vô. Hắn muốn rời khỏi hư cảnh, trở lại hiện thế bên trong. Lúc này, tất cả vây xem tử phủ tu sĩ, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Ngay tại vừa mới, đại cung chủ đem huyết y kiếm thần cho kéo vào hư cảnh. Trên thiên khung, dị biến liên tục xuất hiện. Một vòng đại nhật đột nhiên rơi xuống. Thương lan giới, vô số cường đại khí tức khủng bố, đồng thời xuất thủ lúc ấy có thể thấy được từng đào cột sáng phóng lên tận trời tại ngăn trở đại nhật hình như muốn đem đại nhật cho kéo đi toàn bộ thương lan giới kém chút tự hồ bị đâm cháy tất cả tử phủ đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác bọn hắn căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì chỉ biết là vừa mới khẳng định có chuyện kinh khủng phát sinh mà lúc này một vị tử phủ nói huyết y kiếm thần cùng quan minh cung có lẽ phân ra thắng bại a à? đại cung chủ mang lên hoàng cực kinh long quang có có thể so âm thần lực lượng huyết y kiếm thần hẳn phải chết không nghi ngờ tính toán thời gian quan minh cung người mau ra đây đáng tiếc huyết y kiếm thần một đời đại năng chết tại nơi này lúc này quan minh cung tổng bộ bên ngoài xào sạc tiếng kèn vẫn còn tiếp tục hướng nghiệp lễ thổi kèn xô na nội tâm nhiều cảm xúc huyết y kiếm thần, lão phu đi không được, liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tiếng kèn, càng rên rỉ. Mà lúc này, quan minh cung tổng bộ phía trước, một cơn chấn động truyền đến. Tất cả mọi người nhìn đi qua. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm, theo hư cảnh mà ra. Đôi mắt của hắn thâm thúy, hình như trải qua vô tận tuế nguyệt. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả vây xem tử phủ tu sĩ, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Huyết y kiếm thần. Như thế nào là hắn đi ra? Làm sao có khả năng? Những cái này tử phủ không hiểu, nghi hoặc, mê mang. Đối mặt âm thần, như thế nào là huyết y kiếm thần đi ra? Rõ ràng một vị tử phủ, sao có thể có thể là âm thần đối thủ? Lúc này, kèn xô na nhạc buồn vẫn còn tiếp tục. Tề nguyên nhìn xem trống rỗng quan minh cung, đột nhiên buồn tùy tâm ra ô ô, các ngươi chết đến thật thê thảm. Các ngươi thế nào một cái lông chân cũng không còn lại. Một chút đồ vật cũng không lưu lại cho ta. Ô ô, ta bạch nguyệt quan, các ngươi sao có thể cứ như vậy vứt bỏ ta rời đi. Yến tử. Tất cả tử phủ, nhìn thấy một màn này, đều bị choáng váng. Bọn hắn nhìn xem tề nguyên, yên lặng không lời. Mà lúc này, một vị tử phủ tu sĩ cuối cùng nhìn không được, nhìn một vị thần anh tu sĩ một chút. Vị kia thần anh tu sĩ không yên bay về phía tề nguyên. Quyết y kiếm thần tiền bối, quan minh cung người. Bị ngài giết ư. Tề nguyên thực tế chen không ra tiểu trân châu, nhưng mà trong lòng chính xác bi thương quá phận. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Thần anh tu sĩ không dám nói lời nào, nhìn xem tề nguyên trong hộp kiếm huyết sắc yêu kiếm. Ngươi nhìn lên mới như tà ác a. À. Lúc này, Tề Nguyên đứng dậy, nhìn xem tứ phương, phát biểu hậu chiến diễn thuyết. Ta không phải một người tại chiến đấu, phía sau ta đứng đấy thần hoa hội tiên đan kim đan, hàng tinh kim đan, hồ ly động tiểu lỵ thần hoa tứ hoàng, phong quân, phía sau ta còn đứng lấy trong thiên hạ tất cả bị quan minh cung chèn ép tu sĩ cùng người thương. Tề Nguyên giọng dạc, vì thế chiến làm tổng kết, gia tăng chủ đề. Chỉ là, hắn quá bi thương, âm thanh đều khàn khàn, lại nhìn không được nhìn xem trống rỗng quan minh cung. Ô ô, các ngươi thật là lòng dạ độc ác, cái gì cũng không lưu lại cho ta. Tất cả mọi người một mặt mộng, trên mặt viết cái gì? Ngày ấy, huyết y kiếm thần một người hủy diệt quan minh cung, giỏng dạc, khóc một phần ba canh giờ, nhẹ lướt đi. Không có người biết, hư cảnh đến cùng phát sinh cái gì? Lực chú ý của mọi người đều đặt ở khỏa kia rơi xuống trên thái dương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 154 Đại trí chân quân, chân chính thiên kiêu, 1 Tải áp để nghe trọn bộ Thần hoa hội trong diễn đàn, không khí một mảnh trang nghiêm Làm huyết y kiếm thần mặc niệm 30 tức, huyết y kiếm thần người không tại, hồn còn tại Hồi tưởng trước kia, ta khi còn bé huyết y kiếm thần còn ông qua ta Nhân gian tự có chân tình tại, ta làm kiếm thần giới sắc ba ngày làm tề nguyên đăng nhập thần hoa hội diễn đàn thời gian, nhìn thấy những thiệt này thời điểm, mặt của hắn đều xanh. Uy, ta còn không chết đây, liền làm ta khóc lóc thảm thiết. Tề nguyên hết ý kiến. Phóng chừng, những người này đại khái đều cảm thấy, hắn cùng quan minh cung một trận chiến, nhất định thất bại. Nguyên cớ, mới như vậy phát thiếp. Nếu là như vậy, còn có thể tiếp nhận. Hắn suy nghĩ một chút dùng huyết y kiếm thần tên lập một cái bài viết. Ta, huyết y kiếm thần, nói cho mọi người một tin tức tốt, quan minh cung đã diệt, chính nghĩa tối chung chiến thắng tà ác. Bây giờ, huyết y kiếm thần bốn chữ là nóng từ, liền tề nguyên phát thiếp, đều muốn tiêu đề mang lên tên của mình, trà sát nhiệt độ. Mới phát xong thiếp, phía dưới rất nhanh nhiều chút ít phục hồi. Huyết y kiếm thần tiền bối còn sống. Quang Minh cung diệt có phải hay không hôm nay thái dương rơi xuống đem ta cho làm tinh thần rối loạn không phải là giả huyết y kiếm thần a à? huyết y kiếm thần phát thiếp sát chết vùng dậy để thần hoa hội cái diễn đàn này nổ tung thần hoa hội thành viên trải rộng thương lan giới nguyên cớ huyết y kiếm thần hủy diệt quan minh cung tin tức còn không có truyền lại đến bọn hắn nơi đó đi rất nhiều người đều không biết theo bọn hắn nghĩ huyết y kiếm thần cùng có âm thần nội tình quan minh cung một trận chiến tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, huyết y kiếm thần lại thắng, bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Tiền bối, ta liền biết trận chiến này người tất thắng. Hồ ly đồng tiểu lỵ phục hồi xong, vùng trộm đem chính mình chi buồn huyết y kiếm thần thiệp cho xóa. Trong diễn đàn một trận chấn kinh, làm thương lan giới biến ấm làm cống dân, tiếp đó vui vẻ múa vui mừng nhảy. Ngoại giới, huyết y kiếm thần hủy diệt quan minh cung tin tức, cũng bắt đầu chậm rãi truyền khắp Thúy Vân Châu. Tiền bối. Ngươi là như thế nào thắng? Lúc này, một người hỏi thăm. Rất nhiều người cũng đều nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Huyết y kiếm thần là như thế nào chiến thắng Quang Minh Cung? Lúc này, cũng có rất nhiều tử phủ chú ý vấn đề này. Lúc ấy, Quang Minh Cung sử dụng hoàng cực kinh Long Quang, đại cung chủ sử dụng ra thần linh một chỉ. Ta cảm thấy ta muốn chết nhưng mà ta nhớ tới sau lưng thiên thiên vạn vạn ủng hộ ta người thế là ta tìm trong thần hoa hội đại lão mượn tới tiên đan kim đan cửu chuyển kim đan trăm vạn viên kim đan cùng hằng tinh kim đan vô số kim đan rơi xuống đem thái dương đều triệu hoáng tới đem quan minh cung hủy diệt tề nguyên thêm mắm thêm muối nửa thật nửa giả cuối cùng trước mắt hắn chỉ là một vị hằng tinh kim đan tu sĩ liền hoàng mỹ thiên đạo trúc cơ cũng không sánh bằng muốn giấu dốt ẩn tàn ác chủ bài tất cả chú ý thiệp này người đều ngây ngẩn cả người không nghĩ tới sẽ đạt được dạng này đáp án trên trời mặt trời là đại lão triệu hồi ra tới thật hay giả có người yên lặng có người nghi hoặc có người thì lại lấy đùa dẫn ngữ khí nói ra nói thật tự nhiên là thật thần hoa hội đại lão mây ra ta chỉ có thể coi là mà đến một cái con tôm nhỏ nếu không phải đại lão mượn ta hàng tinh kim đang dùng một chút nói không chắc ta liền chết tề nguyên nghiêm túc phục hồi chính mình dùng đồ vật của mình liền không thể gọi mượn ư cùng lúc đó đông thổ một chỗ trong động phủ nam tử mặc áo vàng nhìn xem trong ngọc giảng nội dung yên lặng không lời quan chiến huyết y kiếm thần đại chiến quan minh cung xem tới nửa đường hắn đã đứt nói huyết y kiếm thần tất bại liền trực tiếp rời đi phần sau đường hắn chưa từng quan chiến, không nghĩ tới cuối cùng thế cục đại biến. Bên cạnh lão giả tóc trắng hỏi hướng nam tử mặc áo vàng. Hắn nói thật hay giả? Nam tử mặc áo vàng hồi tưởng lại ngày ấy nhìn thấy bóng người màu đỏ ngon, chậm chạp nói. Trên người hắn huyết khí ngập trời, hẳn là một vị tàn sát ngàn vạn ma đạo cử phách. Ta xa xa xem, cũng không tại trên người hắn phát hiện bất luận cái gì thần tính, nguyên cớ, hắn cũng không thể nào là âm thần triệu hoán thái dương quá mức kinh dị chúng ta thương lan giới loại trừ trong truyền thuyết cái vị kia có ai nhưng tại chư thiên nâng cao thần vị chiếu chư giới nói đến người kia nam tử mặc áo vàng trong đôi mắt đều là thật sâu kiên kỵ hắn thậm chí ngay cả người kia tục danh đều không dám nhắc tới tới lão giả nghe vậy cũng là nội tâm trầm xuống bởi vì vị kia không thể nói cùng nói là hắn triệu hoán thái dương ta càng tin tưởng, hắn là có trợ thủ. Tại chém vết giả cùng tôn giả sứ giả thời điểm, hắn nói tới phong quân tục danh. Nếu là phong quân, loại bình thường, chỉ là đại kiếp sắp tới, tất cả âm thần có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, bảo tồn thực lực. Phong quân vì sao sẽ xuất thủ? Cùng nói phong quân vị kia keo kiệt tiểu lão đầu xuất thủ, ta thà rằng tin tưởng là huyết y kiếm thần triệu hoáng thái dương. Lão giả chính là cầu đạo cung lão nhân, cùng Phong Quân đồng bối, lúc tuổi còn trẻ hai người còn quen biết. Đáng tiếc một vị trở thành âm thần, một vị còn tại Tử phủ hậu kỳ tìm kiếm. Đối với Phong Quân tính cách, hắn quen thuộc nhất bất quá. "À, ngươi trở về quá nhanh, huyết y kiếm thần cường giả loại này, có lẽ cho thu nạp vào vào chúng ta cầu đạo cung." Thực lực của hắn, thậm chí sau Vô Thiên lão nhân còn mạnh hơn. Lão giả tóc trắng cảm thán: vô thiên lão nhân tại trong cầu đạo cung, tử phủ hậu kỳ bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất cái kia một đống. Lần này hắn sống, nhưng triệt để đắc tội giả cùng tôn giả, phỏng chừng cách cái chết cũng không xa. Nam tử mặc áo vàng nhìn không được nói. Hắn có thể hủy diệt quan minh cung, liền không thể giết giả cùng tôn giả. Lão giả tóc trắng cười ha hả. Nam tử mặc áo vàng trận nhìn lão giả tóc trắng một chút. Quang Minh Cung chỉ là có một kiện khiếm khuyết âm thần pháp khí, như thế nào cùng chân chính giả cùng tôn giả đánh đồng. Ngươi lại biết, có khả năng thoải mái hủy diệt Quang Minh Cung người, không thể tru sát giả cùng tôn giả ư. Lão giả tóc trắng vẫn như cũ cười tủm tỉm, đáng tiếc, gần nhất đi không được, nếu không, lão phu nhất định phải đến gặp một lần vị này huyết y kiếm thần. Lúc này, tề nguyên hưởng thụ lấy mọi người tân bất, trong lòng lân lân. Lúc này, một đầu bình luận chiếu vào tầm mắt của hắn quyết y kiếm thần nghe nói ngươi đường đi đến quan minh cung bên trên giết giả cùng tôn giả sứ giả ân giết tề nguyên phục hồi câu nhìn thấy tề nguyên trả lời có người không hiểu cuối cùng cũng không biết giả cùng tôn giả là ai bất quá trong thần hoa hội đại lão tập hợp âm thần sứ giả cũng dám giết đại lão ngươi là thật mạnh tiền bối Ngươi vẫn là mau chóng rời đi Đông thổ a?" À? Người kia trả lời. Quan tâm đầu này thì tu sĩ đều kinh ngạc. Hồ Ly Đồng Tiểu Lệ nhìn xem nội dung, thần sắc ngốc trễ Nàng vừa mới còn tại trong thịt bình luận, nàng cùng huyết y kiếm thần cùng tồn tại, đánh bại hết thảy địch tới đánh. Nhưng mà, cũng không có người nói cho nàng, địch đến là âm thần. Nàng phát điên, lôi kéo tóc của mình. "Ô ô sau đó cũng không tiếp tục trở về ngươi. nhưng mà vừa nghĩ tới, nàng và huyết y kiếm thần cố gắng lôi kéo người khác bảo nàng lì tỷ, nàng lại nhìn không được. tề nguyên nhìn xem phía dưới bình luận, trả lời: sứ giả của hắn uy hiếp ta, tuyên bố muốn giết ta, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. nếu như giả cùng tôn giả cũng như vậy không có mắt, ta liền muốn để hắn biết, thái dương vì sao đỏ như vậy. phía dưới thần hoa hội tu sĩ nhìn thấy huyết y kiếm thần phục hồi đều triệt để kinh ngạc nếu như nói huyết y kiếm thần chém vết giả cùng tôn giả sứ giả là đem giả cùng tôn giả đắc tội bây giờ những lời này hoàn toàn là khiêu khích tiền bối quá khỏe khoắn tiền bối chú ý an toàn tề nguyên tùy ý liếc nhìn bình luận lại hoán đổi tên đăng nhập thần hoa tứ hoàng g rút chặt bên trong nói cho mọi người một tin tức tốt trăm ngày hủy diệt quang minh cung kế hoạch, sớm hoàn thành. Đại lão 666 Lão nương liền nói a à, khởi nguyên thiên tôn không phải phàm nhân. Lưu manh tiên tôn cùng băng sơn bá nữ một trận tân bốc. Đại nhật viêm hoàng đây. Tề nguyên hỏi, ít một cái tân bốc, luôn cảm giác không thái hành. Mấy canh giờ phía trước vẫn còn, nhưng mà về sau hắn nói nhà hắn lão gia tử tìm hắn, hắn liền không ra mặt, phỏng chừng có việc gấp dựa theo ta nhiều năm kinh nghiệm, hắn có lẽ đắc tội nhà hắn lão gia tử, giam lại. Dạng này a, à. Tề nguyên có chút thất lạc. Khởi nguyên thiên tôn, ta những tỷ mùi kia, bởi vì ngươi kiếm lời gần ngàn vạn linh thạch, các nàng đều muốn gặp ngươi một lần, ở trước mặt cảm tạ. Băng sơn bá nữ nói. Việc rất nhỏ, không cần gặp mặt cảm tạ. Không gặp là đúng, những cái kia đồ lẳng lơ nếu là nhìn thấy ngươi, phỏng chừng phải đem quần áo ngươi lột sạch. Băng sơn bá nữ trước sau như một nói chuyện bá khí. Lưu manh tiên tôn nhìn xem những cái này, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng muốn bị tiên tử tỷ tỷ cho lột sạch quần áo. Có cái tỷ muội trong nhà là mở bảy âm thanh phường, nàng nói, sau đó ngươi đi nhà nàng vui đùa, toàn bộ miễn phí. Bảy âm thanh phường. Lưu manh tiên tôn hâm mộ chảy nước miếng đây chính là sau vân trung đình còn cao cấp đồ vật, chẳng phải là nói khởi nguyên thiên tôn sau đó có thể chơi không? những vật này ta cũng không thiếu, hiện tại ta thiếu nhất liền là công pháp, số lượng càng nhiều càng tốt, phẩm cấp càng cao càng tốt. Tề nguyên mở miệng chơi không cái gì, hắn không có hứng thú, chỉ có công pháp mới là hắn thiếu nhất. nguyên bản hắn tràn đầy chờ mong đi cùng quan minh cung lão đầu lão thái hẹn hò, kết quả. Bọn hắn lão vô lực, phơi cái thái dương, đem chính mình cho phơi không còn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 154. Đại trí chân quân, chân chính thiên kiêu 2. Tải áp để nghe trọn bộ. Công pháp gì cùng di sản đều không có lưu lại. Quang Minh cung tổng bộ cũng bị kéo vào hư cảnh bên trong, cái gì đều không còn. Chờ mong đã lâu công pháp không còn, tề nguyên đến theo địa phương khác tìm băng sơn bá nữ nghe vậy. Bao tại lão nương trên mình, lão nương hôm nay liền muốn tại trên người các nàng ép ra điểm chất béo đi ra. Cảm ơn băng sơn bá nữ tỷ. Ốc lan, đông thổ thiên kiêu trên chiến mã bắt đầu, ta phải nỗ lực điểm, không phải vào không được trước 20 liền lúng túng. Đúng rồi đại nhật viêm hoàng sau khi online, nhớ đến nói dùng cho ta hắn một tiếng, ta không phụ sự mong đợi của mọi người, hủy diệt quan minh cung. Lưu manh tiên tôn nhìn thấy cái này, triệt để tối tâm. Khởi nguyên thiên tôn. Ngươi còn tham gia đông thổ thiên kiêu chiến. Hủy diệt quan minh cung người, nói hắn đi tham gia đông thổ thiên kiêu chiến. Quá gia gia đúng không? Phải biết, đông thổ thiên kiêu chiến, tham gia người tuổi tác không thể vượt qua 200 tuổi. Khởi nguyên thiên tôn, chí ít cũng mà đến ngàn tuổi A. À. Ý nghĩ của lưu manh tiên tôn, Tề nguyên tự nhiên không biết. Lúc này, hắn trở lại trong động phủ, tiếp tục hoàn thiện lấy Tề Nguyên Kinh. Nguyên Đan con đường liền là biến lớn mạnh lên. Kim Đan của ta là hằng tinh, nguyên cớ không ngừng thôn phệ trong vũ trụ cái khác tinh thần, liền có thể đủ mạnh lên. Đạt được Thái Dương chân hỏa phía sau, Tề Nguyên đã rõ ràng chính mình Nguyên Đan con đường cái kia như thế nào đi. Chỉ là công pháp vẫn chưa hoàn thiện. Kim Đan là hằng tinh, thần anh là cái gì đây? tề nguyên ngây ngẩn cả người. Tuy là hắn nhìn rất nhiều pháp quyết, nhưng mà đối với thần anh, hắn giải chỉ lưu vu biểu diện. Ngày thứ hai, tề nguyên nhìn lên trên trời tiểu thái dương, liền nghĩ tới ninh đào. Đáng tiếc, đang điền của hắn bên trong, linh khí còn rất ít. Giết cái tử phủ không có gì vấn đề, triệu hoán kim đang cùng ninh đào, vậy vẫn là xa xa không đủ. Liền là tề nguyên kinh quá thiếu, nguyên cớ linh khí khôi phục quá chậm. Tề Nguyên cảm thán. Hắn nghĩ đến, nhìn về phía cách đó không xa Khương Á, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là vị phú bà, hơn nửa giàu phương hướng, cùng Tề Nguyên thiếu địa phương rất giống. Khương Á sư tỷ, ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, ta có một vấn đề, không biết rõ có thể hay không thỉnh giáo tại ngươi. Tề Nguyên đặt câu hỏi. Khương Á nhìn xem Tề Nguyên, đọc nhấn rõ từng chữ đơn giản. Có thế. Bây giờ, ta đã nguyên đan, đối thần anh con đường, thủy chung mê mang. Tề nguyên một mặt sa súc tinh thần. Thần anh con đường. Khương Á đang chuẩn bị nói. Lúc này, liền nghe thấy tề nguyên nói. Ta lấy ngũ hành chi khí bồi dưỡng luyện khí căn cơ, lấy thiên đạo trúc cơ, kết hằng tinh kim đan. Dạng gì thần anh, mới xứng với ta đẳng cấp. Khương Á trầm mặt. Trong lòng tổ chức ngôn ngữ, làm thế nào cũng nói không ra. Muốn mỉm cười muốn tao nhã trong lòng khương á dạng này đối chính mình dạng này nói nàng nhìn về phía tề nguyên mở miệng nói có lẽ có người có thể cho ngươi đáp án là ai tề nguyên lo lắng hỏi đông thổ thiên kiêu bản thứ tư đại trí chân quân khương á từ tốn nói danh tự hay khẳng định là người thông minh tề nguyên hai mắt tỏa sáng nổi tiếng biết người hắn đã có thể dự đoán đến, đây là một cái chân chính đại tài. Hắn giống như ngươi, đều là si chi một đạo tu sĩ, hơn nữa. Hắn đã bước vào thần anh, có lẽ có khả năng cho ngươi không ít ý kiến. Khương Á nói xong, tề nguyên sư đệ nếu là muốn gặp hắn, ta hiện tại liền vì ngươi liên hệ. Gặp. Tề nguyên xúc động. Gặp, tự nhiên là muốn gặp. Tốt. Khương Á quay người, lấy ra đưa tin ngọc giảng màn đêm thời gian phủ xuống, hoa thuyền dừng ở bên bờ. Nam tử đại bối đầu, quần tộc hoa, mặt trường bào đặc biệt không vừa vặn. Tại trên hoa thuyền, lộ ra không hợp nhau. Thế nhưng, trên thuyền mọi người, nhìn thấy nam tử, lại đều lộ ra kính sợ thần sắc. Bởi vì, người này là đông thổ thiên kiêu bản hạng tư, đại trí chân quân. Lúc này, đại trí chân quân ánh mắt trong vắt, nhìn kỹ bên cạnh một vị nữ tu tay nhìn, đem vị kia nữ tu đều nhìn không được ý tứ nữ tử tay mềm ngón tay ngọc thon dài rõ ràng da thịt tuyết trắng trơn nhẵn móng tay thật dài bên trên thoa nhàn nhạt son đỏ nhìn lên tố khiết xinh đẹp phong nguyệt tiên tử một đôi tay ngọc lộng lẫy thiên kim khó đổi đại trí chân quân cũng là đạo này bên trong người bên người áo gai thiên kiêu nhìn thấy một màn này không khỏi đến nói câu muốn kéo gần cùng đại trí chân quân quan hệ đại trí chân quân nhìn xem cặp kia tay ngọc, ánh mắt trong suốt, như có điều suy nghĩ. Móng tay của nàng lưu dài như vậy, là làm móc cứt mũi ư. Yên lặng. Trên hoa thuyền một trận trầm mặt, vừa mới nói tiếp thiên kiêu cũng nói không ra lời nói tới. Phong nguyệt tiên tử, càng là sắc mặt đỏ bừng, thần sắc không ngừng biến ảo, muốn tiến vào kẻ đất bên trong. Đúng lúc này, một đạo sang sản âm thanh truyền đến. Đề nghị của ta là, móc cứt mũi lời nói, không muốn sơn móng tay, sẽ thương tổn đến lỗ mũi. Một thân huyền y nam tử trèo lên trên hoa thuyền. Hắn nhìn xem đại trí chân quân, sắc mặt kính sợ. Ta tên Tệ Nguyên, Khương Á Sư tỷ để cho ta tới thỉnh giáo đại trí chân quân có quan hệ thần anh sự tình. Người còn lại nhìn xem Tệ Nguyên, lại liếc nhìn đại trí chân quân, lộ ra thần sắc phức tạp. Mà Phong Nguyệt Tiên Tử thì hung dữ trừng Tệ Nguyên một chút nàng không dám đắc tội đại trí chân quân, nhưng cái này không có danh tiếng gì tề nguyên, nàng vẫn là dám. Đại trí chân quân nhìn xem tề nguyên, ánh mắt sáng lên. Ngươi nói phong nguyệt tiên tử như thế nào móc cước mũi, mới càng tốt. Ừm. Tề nguyên ngồi tại đại trí chân quân bên cạnh, suy tư nói, dùng móng tay móc, cuối cùng thiếu lễ độ. Tiên tử đều là không gãy phân, không móc cứt mũi. Nguyên cớ, không bằng sáng tạo một môn đạo pháp, chuyên môn dùng để móc cứt mũi. Đạo hữu đại tài. Đại trí chân quân nhìn xem Tề Nguyên, một mặt xúc động. Tề Nguyên nhìn xem Đại trí chân quân, rất có loại gặp nhau như cũ cảm giác. Mà lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. "Không được, Phong Nguyệt tiên tử mất trong sông đi." Tất cả mọi người nhìn xem trong sông Phong Nguyệt tiên tử, ánh mắt thương hại. Đại trí chân quân thấy thế, chậm chậm nói: Phong Nguyệt Tiên Tử chắc chắn là chịu tề nguyên đạo hữu dẫn dắt tiến vào trong sông, lĩnh ngộ thủy chi lưu động, tiếp đó sáng tạo một môn chuyên môn dùng để móc cước mũi đạo pháp. Người ở chỗ này nghe đến đây, trong lòng đều làm Phong Nguyệt Tiên Tử mặc niệm. Phỏng chừng ngày mai, Phong Nguyệt Tiên Tử liền có hơn một cái ngoại hiệu, móc cước mũi Tiên Tử. Tề nguyên gật đầu một cái, hắn thẳng vào chủ đề. Đạo hữu, đối với thần anh một đạo, ta một mực cảm giác con đường phía trước xa vời. Ta nghe, muốn ngưng kết thần anh, nhất định Trần Toái đang thành anh. Thế nhưng, kim đan của ta tân tân khổ khổ ngưng kết, ta luyến tiếc nát. Cái này lại nên làm gì? Tề Nguyên tân tân khổ khổ ngưng kết hàng tinh kim đan, như thế nào không tiếc nát? Đây chính là con của hắn. Bên cạnh, người còn lại nghe được Tề Nguyên lời nói, đều bị choáng váng. Còn có không muốn Toái đang thành anh. Người này tu tiên tu xọa a. À? Chẳng trách có thể cùng đại trí chân quân khơi thông như vậy không trở ngại. Đại trí chân quân nhìn xem tề nguyên, suy tư nói. À, không nghĩ tới anh hùng sở kiến lược đồng. Lúc trước, mới trúc cơ thời điểm, ta liền suy tư vấn đề này. Tề nguyên không khỏi đến coi trọng đại trí chân quân một chút. Đây thật là nhìn xa trong rộng thiên kiêu. Hắn trúc cơ thời điểm, nơi nào nghĩ tới thần anh thế nào? Kết quả cái này một vị, trúc cơ liền nghĩ qua cuối cùng ta trầm tư suy nghĩ tự chế một môn hai đan pháp đại trí chân quân kiêu ngạo nói ta trước ngưng kết một mai giả đan lại ngưng kết một mai kim đan cuối cùng đột phá thần anh thời điểm ta đem giả đan nát đem kim đan cho lưu lại nguyên cớ hiện tại trong cơ thể của ta có một mai kim đan cũng có một mai thần anh giả đan chính là trúc cơ tu sĩ vô vọng đột phá vào kim đan giả mượn ngoại vật ngưng kết thành một mai giả đang tề nguyên bị đại trí chân quân não mạch kín gây kinh hãi cái gì gọi là thiên kiêu cái gì gọi là đại trí đây mới gọi là bất quá pháp này có cái thiếu hụt liền là trong cơ thể ta kim đang cùng thần anh hơi một tí đánh nhau đại trí chân quân buồn rầu nói bên cạnh thiên kiêu nhìn xem đại trí chân quân một mặt không nói không chỉ ngươi kim đang cùng thần anh đánh nhau liền chính ngươi cũng hơi một tí cùng chính mình đánh nhau. Bọn hắn thế nhưng biết, đại trí chân quân tinh thần phân liệt, trong thân thể đã xuất hiện hai người ô. Loại vấn đề nhỏ này, không tính vấn đề. Tề Nguyên không thèm để ý chút nào nói, ưu tú pháp quyết, chung quy sẽ xuất hiện một vài vấn đề, ta tự tạo công pháp cũng có thiếu hụt, tu luyện phía sau, sẽ tinh thần rối loạn, ghi nhớ không tốt. Nhưng ta hiện tại tinh thần không phải cũng rất tốt ư, một hồi có thể ăn tám cái màn thầu. Người ở chỗ này nhìn về phía tệ nguyên, nháy mắt minh bạch. Cái này gọi tinh thần rất tốt. Đồng thời, cũng càng thêm làm phong nguyệt tiên tử tiết hận. Vì sao bị hai cái bệnh tâm thần theo dõi, quá đáng thương. Đáng tiếc, ta đã tiến vào nguyên đang cảnh giới, không cách nào lại tu hai đan pháp. Tề nguyên cảm thán, Đại trí chân quân con đường cũng không thích hợp hắn hiểu đều hiểu, sáng mai 6 điểm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 155 Đi cửa sau, 1 Tải app để nghe trọn bộ. Đại trí chân quân nhìn xem tề nguyên, nói Nếu không muốn nát kim đan của mình, vậy liền nát người khác kim đan, kết thành chính mình thần anh. Tề nguyên quét tại nơi chốn có người một chút, cuối cùng đắng chát nói Bọn hắn kim đan quá yếu, ta chướng mắt lời vừa nói ra tại trận mấy vị thiên kiêu đều hơi biến sắc mặt lưỡng mổ bất tài lấy vạn năm huyền âm rất ngưng kết một mai địa phẩm kim đan kim đan vừa ra ba dặm địa phương hóa thành huyền âm xin hỏi đạo hữu kim đan này yếu ư một cái thiên kiêu nhịn không được nói trên hoa thuyền ca nữ nghe được cái này đều lộ ra thần sắc hâm mộ phổ thông tu sĩ có khả năng kết một mai kim đan liền là việc vui đồng dạng kết kim đan phần nhiều là cửu phẩm đến nhất phẩm có khả năng kết huyền phẩm địa phẩm cùng thiên phẩm có thể nói là ức bên trong không một trăm nước sinh linh đâu chỉ mười ức kết quả loại trừ tề nguyên cao nhất liền là khang phúc lộc nhất phẩm kim đan tề nguyên liếc nhìn vị kia thiên kiêu một mặt tiếc hận nói yếu ba dặm địa phương hóa thành huyền âm đây coi là cái rắm hắn luyện khí thời điểm cầm lấy dao phây liền có thể chém chết ngươi ngược lại kết một mai cái gì kim đan lấy ra đến xem thử vị kia thiên kiêu cười lạnh tề nguyên lắc đầu ta sợ ta lấy ra tới các ngươi đều đã chết hằng tin kim đan cũng không phải nói triệu hoáng liền triệu hoáng không dám cầm thôi vị kia thiên kiêu lạnh giọng khiêu khích bọn hắn tự nhiên cho rằng tề nguyên là tại thổi còn lại thiên kiêu thì cười nói Lữ Thế, nói không chắc vị kia là tiên phẩm kim đan, tự nhiên chướng mắt ngươi địa phẩm kim đan. Tề Nguyên không để ý đến, những người này quá trẻ tuổi, đến mấy ngàn năm mới có thể trưởng thành là hắn Bạch Nguyệt Quang, hắn căn bản mặc kệ. Hắn tiếp tục cầu viện đại trí chân quân. Bọn hắn kim đan quá yếu, thực tế chướng mắt, có biết bao hắn phương pháp. Đại trí chân quân nói. Ngươi có biết, thần anh vì sao làm thần anh? Tề Nguyên nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn chính xác không biết rõ. Bình thường tới nói, chẳng phải là Toái đang thành anh, thần hồn nhập chủ. Kỳ thực ta cũng không biết. Đại trí chân quân mở miệng, nhưng mà, căn cứ ta nhiều năm xem cổ tịch kinh nghiệm. Ta phỏng đoán, thần anh chính là âm thần căn cơ. Mọi người đều biết, một khi bước vào âm thần chi cảnh, liền có thể sinh ra nguyên thần, chu du thái hư. Người nói cái này nguyên thần, là thế nào sinh ra thần hồn liền là một vị tu sĩ linh hồn nguyên thần thì là một cái càng huyền diệu đồ vật đến nguyên đang chi cảnh liền nhưng thần hồn ly thể mà nguyên thần là cao hơn thần hồn cấp bậc tồn tại có thể tiến vào trong truyền thuyết thái hư chẳng lẽ nói nguyên thần là từ thần anh thuế biến tề nguyên không khỏi đến nói đúng ta cũng là như vậy suy đoán hai người đều mang theo thần chữ chắc chắn có chỗ liên quan cho nên nói tất cả âm thần thậm chí dương thần nguyên thần của bọn hắn đều là thần anh đại trí chân quân đem phát hiện của mình nói cho tề nguyên tề nguyên nghe vậy hắn nhìn lấy thiên khung bên trên tinh thần hình chiếu trừng to mắt tiên thần đều là thần anh chuyện này ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng nói cho người khác biết trong này có đại nhân quả đại trí chân quân ngưng trọng nói trên hoa thuyền ca nữ cùng những cái kia thiên kiêu nghe được cái này đều không còn gì để nói tiên thần là thần anh thật là dám nói yên tâm việc này ta sẽ không nói cho người khác tề nguyên liếc nhìn trên hoa thuyền tất cả mọi người một chút chẳng biết tại sao tại trên trận tất cả mọi người không khỏi đến trong lòng phát lạnh đại trí chân quân gật đầu một cái ngươi biết ta thần anh là cái gì không là cái gì Tề Nguyên hỏi. Nét mặt của đại trí chân quân biến đến đau thương lên. Đạo lữ của ta tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn, ta cầm lấy tóc của nàng, làm thành ngoại đan, thân thể của nàng, kết thành kim đan. Ta thần anh, liền là tóc của nàng. Ta hy vọng một ngày kia, ta tấn thăng đến âm thần chi cảnh. Thần anh thuế biến, có khả năng dựng dục ra. Nguyên thần của nàng. Tề Nguyên nghe vậy, biến đến bắt đầu trầm mặt hắn không am hiểu an ủi người nói chúc quân công thành mượn ngươi các ngôn trong đôi mắt đại trí chân quân lóe ra sắc bén thần sắc cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ ở ta thần anh bên trong dục hỏa trùng sinh tề nguyên suy nghĩ thì phiêu đãng đến rất xa hắn nhớ tới trong ngũ hành cấm địa kim tổ thủy tổ cùng thổ tổ chờ ngũ tổ lúc trước bọn hắn năm vị hy sinh chính mình thành tựu tề nguyên ngũ hành chi khí cũng để cho tề nguyên thành công khống chế ngũ hành cấm địa hắn như lấy suy nghĩ ngừng kết thành thần anh tương lai bước vào âm thần chi cảnh những cố nhân kia có thể tại hắn thần anh bên trong đi ra tất nhiên tề nguyên cũng chỉ là ngẫm lại đại trí chân quân lúc này nói kim đang cùng thần anh cùng tồn tại vốn là nghịch thiên mà làm sợ sẽ gặp phải thiên phạt đạo hữu tự giải quyết cho tốt Tề Nguyên gật đầu một cái, hằng tinh trên kim đan đã đốt lên thái dương chân hỏa. Viên kim đan này tìm lực cũng đem biến có thể nghèo lớn. Tại Tề Nguyên nhìn tới, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có khả năng đem một cái vũ trụ tinh thần toàn bộ thôn phệ. Tề Nguyên coi như không bước vào thần anh chi cảnh, dựa vào chính mình hằng tinh kim đan mạnh lên, hắn cũng có thể mạnh lên. Cho nên nói, coi như hắn không hoàn thiện Tề Nguyên kinh hắn cũng có thể chậm rãi trưởng thành là chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao. Kim Đan vốn là vô địch lộ, không cần lại ngưng một thần anh. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, tề nguyên có giả tâm. Hắn muốn từ mọi phương diện đến đề thăng chính mình. Tề nguyên kinh cũng tự nhiên muốn hoàn thiện xuống dưới. Thần anh cũng là muốn kết. Đa tạ đạo hữu cáo tri, ta thu hoạch không cạn. Tề nguyên cảm khái thần anh con đường còn chưa hoàn toàn xác định, nhưng Tề Nguyên đã có không ít ý nghĩ. Màn đêm phủ xuống, Tề Nguyên trở lại trong động phủ. Thần Hoa Hội băng sơn bá nữ, truyền trên trăm môn pháp quyết cho Tề Nguyên. Những cái này pháp quyết, đều là tỉ muội của nàng cho Tề Nguyên. Trong đó, thiên cấp pháp quyết trọn vẹn có bốn môn, huyền cấp pháp quyết có mấy mười môn, ngọc cấp pháp quyết nhiều vô số kể. Tề Nguyên thoáng cái, theo kẻ nghèo hèn biến thành tạm thời phú hào nhiều như vậy pháp quyết hẳn là đủ ta thôi động tề nguyên kinh nga tề nguyên lập tức toàn tâm đưa vào cải biên công pháp đại nghiệp bên trong thời gian nhanh chóng đi qua khoảng cách đông thổ thiên kiêu chiến thời gian cũng càng ngày càng gần vân trung thành thiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy một chút thiên kiêu tại vân trung thành không trung bay đi thân ảnh Tề Nguyên không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo hoàn thiện Tề Nguyên Kinh. Một ngày, Tề Nguyên đột nhiên bừng tỉnh. Lại có hai ngày liền là đông thổ thiên kiêu chiến. Tề Nguyên liếu riếu. Nói thật, Tề Nguyên, Tề Nguyên Kinh đẩy tới đến chỗ máu chốt. Hắn không muốn đi tham gia đông thổ thiên kiêu chiến. Nhưng mà, nhớ tới đông thổ thiên kiêu trước khi chiến đấu 20, có thể thu được tiếng vào vọng nguyệt đại lục tư cách, cùng tông chủ giao phó, tề nguyên ánh mắt biến đến kiên định nhìn tới cái này đông thổ thiên kiêu chiến vẫn là đến tham gia một thoáng tề nguyên nghĩ như vậy đi ra động phủ lúc này ngoài động phủ khang phúc lộc đang cùng một cái miêu nữ tâm sự khương á tại cách đó không xa bồ đề thụ bên trên tự như đang tự hỏi cái gì nan đề khang phúc lộc nhìn thấy tề nguyên có chút kinh ngạc sư đệ người đây là chuẩn bị đi đâu tham gia đông thổ thiên kiêu chiến tề nguyên trả lời khang phúc lộc một mặt hoảng sợ hôm nay hắn vỗ đùi còn tưởng rằng chính mình là quên đi thời gian nhưng mà hắn xem xét thời gian lại một mặt kỳ quái nhìn xem tề nguyên không phải hai ngày phía sau à ngươi thế nào hiện tại liền đi ta đi nhìn một chút có cái gì cửa sau có thể đi tề nguyên nhẹ nói cửa sau trên mặt khang phúc lộc cổ quái càng lớn hắn hỏi hướng xa xa khương á đông thổ thiên kiêu chiến có đi cửa sau ư khương á theo trong suy tư tỉnh lại nhìn tề nguyên một chút đông thổ thiên kiêu chiến từ ba vị âm thần cùng thương nghị không có bất kỳ cửa sau mà đi trên thế giới vốn là không có cửa sau nhưng đi người nhiều liền có tề nguyên đương nhiên nói chỉ là chẳng biết tại sao hắn sau khi nói xong luôn cảm giác những lời này là lạ khang phúc lộc nhìn xem tề nguyên cũng không có nói cái gì nữa. Sư đệ, chúc ngươi thành công tìm tới cửa sau. Tề Nguyên rời đi khách sạn này. Sau một canh giờ, Tề Nguyên dung mạo đại biến, hắn đổi lại một kiện trường bào màu đỏ ngon. Hắn dừng ở một tòa cung điện phía trước, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Rốt cuộc tìm được. Phía trước cung điện, yên tĩnh lạnh nhạt. Cửa chính phía trước đồng tử, ngay tại buồn ngủ, tựa hồ tại ngủ gà ngủ gật tề nguyên quét đồng tử một chút. Trong giấc mộng đồng tử phản phất cảm nhận được cái gì, đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi? Ngươi là ai? Hắn nhìn xem tề nguyên, trong lòng không hiểu rụt rè. Ta. Một cái tham gia đông thổ thiên kiêu bản kim đang tu sĩ. Tề nguyên thành thật trả lời. Cái kia đồng tử sợ hãi trong lòng tiêu tán một chút, chậm chậm hỏi. Tham gia đông thổ thiên kiêu chiến tới nơi này làm gì? ta nghe nói, lần này đông thổ thiên kiêu chiến người phụ trách phong lan đại năng, cư trú ở cái này. Không gặp, ai cũng không gặp. Đồng tử nghe vậy, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 155 Đi cửa sau, 2 Tải áp để nghe trọn bộ. Bây giờ Vân Trung Thành, tổng cộng có hai vị tử phủ. Một vị là Vân Trung Đình Đình Chủ, một vị liền là Phong Lan Đại Năng có đôi khi liền có một chút không biết trời cao đất rộng tu sĩ tới bái phỏng phong lan đại năng nam tử trước mắt phỏng chừng liền là bên trong một cái mà lúc này cửa chính đẩy ra một vị vóc dáng cao gầy nữ tử đi ra ngày mai thế nào cao gầy nữ tử hỏi đây là tới cầu kiến chủ nhân đồng tử vội vàng nói tề nguyên thì nhìn xem vị kia cao gầy nữ tử ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc cướp mũi tiên tử, không nghĩ tới tại nơi này trông thấy ngươi, thật là duyên phận. Hắn liếc nhìn cao gầy tay của nữ tử một chút. Trên ngón tay móng tay, đã sớm cân bằng, móng tay dài phỏng chừng cắt sữa không lâu. Hắn không khỏi đến cảm thán, những thiên kiêu này liền là nghe khuyên, nghe hắn nói móng tay dài thêm sơn móng tay móc cướp mũi không được, lập tức cắt đứt móng tay, đổi dùng đạo pháp. Phong Nguyệt tiên tử nghe vậy, trên mặt thần sắc đại biến, nộ hỏa từ từ trên mặt đất thăng. Gần nhất khoảng thời gian này, Vân Trung Thành nổi danh nhất người, loại trừ thiên kiêu bản trước ba, chính là nàng, nhiều một cái cứt mũi tiên tử ngoại hiệu. Liền nàng mấy người tỉ muội đều cầm cái này tới khiêu khích nàng. Đoạn thời gian trước, nàng một cái người theo đuổi vụn trộm đưa lên một môn pháp quyết cho nàng, nàng vừa mở ra, là móc cứt mũi pháp thuật. Nàng là cái kia tức giận hận không thể đem đại trí chân quân cùng tề nguyên treo lên đánh một hồi. bất quá nàng cuối cùng không có cầm mạnh gần yếu, liền nghĩ đông thổ thiên kiêu chiến bắt đầu phía sau nhất định phải đi khiêu chiến cái tề nguyên kia để hắn nhớ lâu một chút. bây giờ một cái kẻ không quen biết trực tiếp bảo nàng cướp mũi tiên tử, nàng làm sao không sinh khí? ngươi là ai? nàng nhìn tề nguyên nổi trận lôi đình đối phương như không làm cái giải thích nàng cần phải đem đánh hắn một trận không thể. Ta, huyết y kiếm thần, tề nguyên yên lặng cho biết tên họ. cái gì? huyết y kiếm thần. phong nguyệt tiên tử ngây ngẩn cả người. sợ hãi, kính sợ dâng lên trái tim. nàng không có tham gia ngư long yến, chưa từng gặp qua huyết y kiếm thần. nhưng mà huyết y kiếm thần cường đại cùng khủng bố, nàng tự nhiên biết. đây chính là một kẻ hung ác đơn thương độc mã hủy diệt quan minh cung ngoan nhân. Hắn làm sao tới cái này? Phong Nguyệt Tiên Tử căn bản sẽ không hoài nghi trước mắt huyết y nam tử là giả mạo. Bởi vì, huyết y kiếm thần hung danh tại bên ngoài. Không có người dám giả mạo. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết, huyết y kiếm thần khiêu khích giả cùng tôn giả, cơ hồ đem giả cùng tôn giả đắc tội. Giả mạo huyết y kiếm thần, đây không phải muốn chết sao? mà huyết y kiếm thần trước mắt, nàng nghiêm túc liếc nhìn, căn bản nhìn không ra thực lực. Nhất định là huyết y kiếm thần không thể nghi ngờ. Trong lòng nàng đã là sợ hãi, lại là bi thống. Liên huyết y kiếm thần loại đại lão này đều biết chính mình. Cứt mũi tiên tử danh hào ư. Huyết y kiếm thần loại cấp bậc này tiền bối, sống vạn năm căn bản không phải sự tình. Nói cách khác, chỉ ít vạn năm bên trong, nàng cứt mũi tiên tử danh hào đều gỡ không hết tiền bối chờ chút ta hiện tại liền đi thông tri lão tổ tông ngươi trực tiếp mang ta tiến vào tiết kiệm thời gian tề nguyên tùy ý nói sắc mặt phong nguyệt tiên tử biến đổi cuối cùng gật đầu lúc này cung điện chỗ sâu phong lan đang cùng vân trung đình đình chủ đánh cờ không nghĩ tới mới đến thúy vân châu một tháng thời gian liền phát sinh như vậy đại sự phong lan cảm khái Vân Trung Đình Đình Chủ cũng lộ ra phiền muộn thần sắc. Ai có thể nghĩ tới, cường đại đến đây quan minh cung, trong vòng một đêm liền sẽ hủy diệt. Cái này huyết y kiếm thần, thật là một giới sát thần. Thật không biết, hắn đến cùng là như thế nào hủy diệt quan minh cung. Chẳng lẽ nói, thật như hắn nói, ngày đó đại nhật rơi xuống, thật cùng hắn có quan hệ. Làm sao có khả năng? Phong Lan lắc đầu, giới này. Chỉ có thể có một vị, ngươi hiểu. Vân Trung Đình Đình Chủ nghe vậy, cũng trầm mặt, không dám lại nói. Là tôn giả húy, hơn nữa còn là vị tôn giả kia. Lúc này, Phong Lan một mặt lo lắng nói. Đông Thổ Thiên Kiêu Chiến kết thúc hoàn tất, ta đến nhanh đi về, chờ tại Thúy Vân Châu, thực tế quá nguy hiểm. Đại kiếp không đem ta mài chết, chết ở chỗ này cũng quá xui xẻo. Hắn đối huyết y kiếm thần mười phần sợ hãi. Bởi vì, hắn bây giờ phụ trách đông thổ thiên kiêu chiến, làm ba vị âm thần hiệu mệnh. Trên danh nghĩa, hắn tính toán mà đến giả cùng tôn giả tạm thời thuộc hạ. Cái này nếu để cho huyết y kiếm thần biết. Dựa theo bọn hắn đối huyết y kiếm thần hiểu rõ, huyết y kiếm thần cái tên điên này, khẳng định phải đem hắn chém. Bây giờ Thúy Vân Châu, ai không sợ huyết y kiếm thần? Chính nghĩa tiêu diệt tà ác. Bất quá là cự ma tiêu diệt tà ác thôi lão tổ, huyết y kiếm thần tới. Đúng lúc này, một đạo vội vàng truyền âm truyền đến. Trong tay phong lan quân cờ đột nhiên rơi xuống, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vân Trung Đình đình chủ một mặt kinh dị. Đạo hữu thế nào? Không được, ta đến tranh thủ thời gian chạy, huyết y kiếm thần tới giết ta. Phong Lan sợ hãi vạn phần, một mặt bi thống. Hắn nói xong, định rời đi. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có đi ra ngoài. Bởi vì, còn chưa kịp đi, hắn liền cảm giác được chính mình bị một đôi khủng bố mắt để mắt tới. Trông thấy ta liền chuẩn bị chạy, chẳng lẽ ngươi là người xấu sao? Nếu là người xấu, ta huyết y kiếm thần đến thay trời hành đạo. Tề nguyên âm thanh lười biến truyền đến. Phong Lan cho dù thân là tử phủ, thần hồn cũng không nhịn được trung rẩy, hắn một mặt vặn vẹo. Không chạy. Mắt tiểu mắt tiểu. Các ngươi phong gia thật là kỳ quái, một cái móc cứt mũi, một cái mắt tiểu. Tề nguyên liếc nhìn trăng gió, lại liếc nhìn phong lan. Phong lan nghe vậy, có chút lúng túng, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì, nhìn huyết y kiếm thần ý tứ, không phải tới giết hắn. Hắn nhìn xem tề nguyên, mặt mũi tràn đầy cung kính. Không biết huyết y kiếm thần đại giá quan lâm, tìm đến nhỏ có chuyện gì. Hắn hôm nay, nơi nào còn có tử phủ đại năng khí chất rất giống một cái tiểu ma cà bông cuối cùng đối mặt âm thần hắn chỉ là kính sợ đối mặt huyết y kiếm thần cái kia hoàn toàn là sợ hãi cuối cùng đây chính là một cái đại ma đầu ta đoạn thời gian trước báo danh đông thổ thiên kiêu chiến tề nguyên mở miệng tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống phong lan sửng sốt một chút huyết y kiếm thần báo danh đông thổ thiên kiêu chiến một cái tử phủ đại lão báo danh đông thổ thiên kiêu chiến đây là làm cái gì đây đáng tiếc ta gần nhất tại nghiên cứu công pháp tiến vào giai đoạn mấu chốt không cách nào đi tham gia đông thổ thiên kiêu chiến đông thổ thiên kiêu chiến thời gian có thể về sau kéo dài ư tề nguyên ôn hòa hỏi bởi vì có việc cầu người ngữ khí của hắn rất hòa ái tiền bối đông thổ thiên kiêu chiến không cách nào trì hoãn trong lòng phong lan mọi loài không hiểu một mặt có vẻ khó xử quyết y kiếm thần tuổi tác phỏng chừng đến có vạn tuế a à. dạng này cao tuổi căn bản không vào được đông thổ thiên kiêu chiến chiến trường phong lan đem không cách nào trì hoãn nguyên nhân nói cho tề nguyên đơn giản là bí cảnh mở ra thời gian cố định không thể người làm thay đổi mà lúc này tề nguyên nhìn về phía phong lan ngươi cảm thấy ta cùng đông thổ thiên kiêu bản bên trên trước mười thiên kiêu so ra ai mạnh ai yếu phong lan một mặt mộng đại lão đây là tới cầm hắn làm trò cười a à. tự nhiên là tiền bối mạnh hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời ngươi nhìn ngươi cũng thừa nhận ta mạnh vậy có phải hay không nói rõ chỉ cần ta tham gia đông thổ thiên kiêu chiến nhất định có khả năng tiến vào trước hai mươi có thể phong lan chỉ có thể gật đầu hắn nhìn tề nguyên một chút, yếu ớt nói, liền là tiền bối tuổi tác, hơi lớn, đông thổ thiên kiêu chiến nhất định cần đến 200 tuổi trở xuống người trẻ tuổi mới có thể tham gia. Ta rất trẻ trung, ta năm nay mới 20. 30 tuổi không đến. Tề nguyên khẳng định nói. Tề nguyên nguyên bản muốn như nói thật. Nhưng mà tưởng tượng, hắn đều cùng tiểu giá kết hôn. 20 tuổi không đến liền kết hôn, làm trái luật hôn nhân, thế là liền báo cáo láo một chút tuổi tác trong phòng vân trung đình nhìn xem một màn này không dám nói lời nào phong nguyệt tiên tử đứng ở một bên muốn cười cũng không dám cười sắc mặt phong lan gian nan tiền bối nhìn lên chính xác rất trẻ trung không phải nhìn lên là vốn là tề nguyên sửa chữa sai phong lan sai lầm nguyên cớ thực lực của ta đạt tiêu chuẩn tuổi tác cũng thích hợp tham gia đông thổ thiên kiêu chiến không nói trước ba trước mười dù sao vẫn có thể đạt tới a đã kết quả giống nhau chúng ta liền không truy cầu quá trình trực tiếp đem ta định là trước mười a tề nguyên bá đạo nói không thể không nói loại này đi cửa sau cảm giác thật sự sảng khoái phong lan nói không ra lời quyết y kiếm thần cái này nói là người lời nói ư nếu là người khác coi như là tử phủ hậu kỳ hắn cũng dám mắng to không biết xấu hổ nhưng mà đối mặt huyết y kiếm thần hắn là thật không dám phản bác việc này còn cần thông bẩm ba vị âm thần tôn giả nhỏ không có quyền quyết định phong lan yếu ớt nói vậy ngươi nhanh thông bẩm kết quả nhanh lên một chút đi ra tề nguyên vội vàng nói thanh âm của hắn cũng thay đổi đến lạnh lùng lên nếu là ác ý ngăn cản ta cầm đông thổ thiên kiêu trước khi chiến đấu hai mươi đây chính là đối địch với ta. Phong Lan nghe vậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ta liền đi báo cáo. Cho hắn mười đầu mệnh, hắn đều không dám cùng huyết y kiếm thần làm địch. Quang Minh cung trải qua, còn rõ mồn một trước mắt. Truyền thừa vạn năm, Thúy Vân Châu đứng đầu nhất thế lực, nói hủy diệt, liền hủy diệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 156 Giả cùng tôn giả tính toán, một tải áp để nghe trọn bộ tề nguyên ngồi trên ghế yên tâm chờ đợi kết quả không thể không nói lần đầu tiên đi cửa sau cảm giác cũng thực không tồi bây giờ phong lan đại năng đã đem tin tức truyền lại đi lên thiên địa động một trận gió tà phẫn nộ gào thét cao lớn nam tử đứng ở bên ngoài động khẩu trên mặt tràn ngập kính sợ hắn phẫn nộ nói cái này huyết y kiếm thần thực sự quá phận vô tội chém dết mét ngươi tại thần hoa hội phát ngôn bừa bãi khiêu khích tôn giả chẳng phải là bởi vì có phong quân tôn giả làm cậy vào ư bây giờ hắn cũng dám nhúng tay đông thổ thiên kiêu chiến muốn trực tiếp thu được danh ngạch thật sự là không đem ba vị tôn giả để vào mắt nam tử cao lớn chính là tử phủ hậu kỳ đại tu sĩ một mực làm giả cùng tôn giả hiệu mệnh đạt được phong lan đưa tin trong lòng tức giận thiên địa động gió tà từng trận thanh âm non nớt truyền đến Ngươi nói nên như thế nào giải quyết? Nam tử cao lớn nghe vậy, cao mày suy tư. Vừa có phong quân, hai đại cướp sắp tới, tôn giả cần bảo toàn thực lực, không tốt đối huyết y kiếm thần xuất thủ. Hắn tại suy tư, nên làm gì giải quyết huyết y kiếm thần? Thế nhưng nghĩ một lát, lại nghĩ không ra cái kia cầm huyết y kiếm thần làm thế nào? Chẳng lẽ, thật muốn để huyết y kiếm thần đạt được, nhiễu loạn đông thổ thiên kiêu chiến? tiến vào vọng nguyệt đại lục ư. Đột nhiên, nam tử cao lớn lông mày nhảy một cái, ánh mắt lộ ra vui mừng. Liền để hắn thu được đông thổ thiên kiêu bản trước 20. Quyết y kiếm thần cử động lần này chắc chắn là làm tiến vào vọng nguyệt đại lục. Vọng nguyệt đại lục thiên đạo băng thiếu, cường giả thư thất, không chỉ có chúng ta thương lan giới có ý đồ với bọn họ, càng có ma la nhất tộc. Ma la nhất tộc có lưu chí bảo, phàm ngũ cảnh tới bên trên tu sĩ, đều sẽ bị nó cảm ứng. Quyết y kiếm thần tiến vào vọng nguyệt đại lục, tất nhiên sẽ bị ma la nhất tộc phát hiện, lấy ma la nhất tộc kiệt ngạo bất tuần tính cách, chắc chắn sẽ dạo sát huyết y kiếm thần. Huyết y kiếm thần tiến vào vọng nguyệt đại lục, nhất định vẫn là. Bây giờ vọng nguyệt đại lục, tạo thế chân vạc. Yếu nhất, tự nhiên là vọng nguyệt đại lục thổ dân. Tối cường, chính là ma la nhất tộc. Ma la nhất tộc âm thần, liền ba vị tôn giả đều vô cùng kiên kỵ. Huyết y kiếm thần tiến vào vọng nguyệt đại lục, liền tự như dê vào miệng cọp. Thiên địa động bên trong, một trận trầm mặt, thật lâu thanh âm non nớt truyền đến. Hết thảy liền theo ngươi nói tới. Nam tử cao lớn nghe vậy, trong đôi mắt mang theo kinh hỷ. Mà lúc này, thiên địa động bên trong lại truyền tới một trận thanh âm non nớt. Nếu là thuận tiện, tra một thoáng lai lịch của hắn dựa theo trước mắt lấy được manh mối cơ bản có thể phán đoán huyết y kiếm thần phong điên đạo nhân thất dục mà quân chờ làm một người bọn hắn đều xuất thân từ vắng vẻ trăm nước nam tử cao lớn cúi đầu xuống báo cáo càng nhiều tin tức hơn không thể nào tra được càng cứ thuộc hạ phỏng đoán huyết y kiếm thần khả năng cũng không phải thương lan giới sinh linh thiên địa động một trận trầm mặc chỉ có thể nghe được gió tà gào thét tra một chút trăm nước còn có cái nào thần hoa hội thành viên? Thật lâu, thanh âm non nớt lần nữa truyền đến. Tuân mệnh. Nam tử cao lớn cúi đầu, trên mặt lại lộ ra khó xử thần sắc. Chuyện này, có chút khó khăn điều tra. Vân Trung Thành, phong lan như ngồi bàn chông, trên mặt lại cười theo dung. Huyết y kiếm thần tiền bối, vì sao đối tiếng vào vọng nguyệt đại lục như vậy nhớ mãi không quên, còn không bằng tùy ý gia nhập một chút thiên kiêu chỗ tồn tại thế lực, liền thu được tại vọng nguyệt đại lục khai thác cương thổ tư cách. Tề Nguyên nghe vậy, lười biến nói. Vòng nguyệt đại lục là nhà ta, ta đến trở về nhà. Vọng nguyệt đại lục thiên đạo, đều bị hắn cầm lấy đi trúc cơ. Vọng nguyệt đại lục, chẳng phải là nhà của hắn ư. Phong Lan nghe vậy, lúng túng cười cười. Vòng nguyệt đại lục mức năng lượng không cao, căn bản là không có cách chống đỡ ra huyết y kiếm thần cường giả loại này. Cho nên nói, hắn tự nhiên cho rằng huyết y kiếm thần là đang nói đùa chờ ta tiến vào trước hai mươi lúc nào có tư cách tiến vào vọng nguyệt đại lục ta rất gấp tề nguyên vội vã và tiến vào vọng nguyệt đại lục hắn muốn nhìn một chút cái vọng nguyệt đại lục kia có phải là hắn hay không đã từng chờ qua thế giới hắn cũng muốn biết đã từng chưa từng nhìn thấy nữ tử lần này nhưng có cơ hội gặp lại chờ đông thổ thiên kiêu chiến kết thúc vọng nguyệt đại lục lối vào liền sẽ ngắn ngủi mở ra tiền bối khi đó liền có thể tiến vào tốt tề nguyên gật đầu mà lúc này phong lan đưa tin ngọc giảng đột nhiên sáng lên mắt tề nguyên nhìn kỹ hắn tới tin tức phong lan có chút không yên không dám nhìn hắn liền sợ phía trên tôn giả phản ứng rất lớn không chỉ không đồng ý huyết y kiếm thần còn vên váo hung hăng chọc giận huyết y kiếm thần quyết y kiếm thần không dám giết tôn giả, nhưng dám giết hắn. Hắn thần thức tiến vào trong ngọc giảng, trong đôi mắt lộ ra kinh hỷ thần sắc. Quyết y kiếm thần, phía trên đã đồng ý, để ngươi miễn thử thu được đông thổ thiên kiêu bản trước 20, còn thu được tiến vào vọng nguyệt đại lục tư cách. Phong Lan nới lỏng một hơi. liền sợ hãi trên việc này mặt không đáp ứng. Tề Nguyên nghe vậy, mặt mày hớn hở. Các ngươi phía trên vẫn là rất khoan dung trọng lượng, lúc nào rảnh rỗi ta mời bọn hắn ăn cơm phong lan lúng túng cười cười lời này hắn chắc chắn sẽ không truyền đến phía trên đi đoạn thời gian trước huyết y kiếm thần tại thần hoa hội bên trong khiêu khích giả cùng tôn giả sự tình hắn nhưng là biết được nếu để hai người gặp mặt chắc chắn không thể thiếu làm qua một tràng ta tiến vào đông thổ thiên kiêu bản trước hai mươi có phải hay không có cơ hội lựa chọn thiên kiêu ban thưởng tề nguyên nhìn xem phong lan Hỏi tông chủ giao phó tề nguyên nhớ đến rất rõ ràng phong lan đại năng sửng sốt một chút hắn hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề đông thổ thiên kiêu bản trước một trăm chính xác có ban thưởng ban thưởng bảo vật phần nhiều là một chút cường đại thần anh pháp bảo đối với tuổi trẻ thiên kiêu tới nói có một chút dùng nhưng đối huyết y kiếm thần cường giả như vậy để làm gì đường tự nhiên có trong lòng nghi hoặc phong lan đại năng cũng không dám do dự tay vung lên một kiện túi trữ vật theo cung điện chỗ sâu bay vào trong tay của hắn những pháp bảo này huyết y kiếm thần tùy ý chọn lựa một kiện hai kiện đều được túi trữ vật mở ra linh lan toàn cảnh là pháp bảo xuất hiện nếu là luyện khí cảnh tề nguyên nhìn thấy những cái này sẽ còn hai mắt tỏa sáng hiện tại hắn đều hằng tinh kim đan chướng mắt những thứ này hắn nhìn xem cái kia màu vàng tím tiểu hồ lô cái này ta cầm đi cái này tiểu hồ lô liền là tông chủ giao phó tề nguyên phải cầm đến bảo vật tiền bối thật là ánh mắt tốt phong lan đại năng nghiêm túc đánh giá mắt cái này tiểu hồ lô liền phát hiện trong đó bí mật cái này hồ lô dĩ nhiên là tử phủ pháp khí nói xong sau đó phong lan đại năng liền hối hận phổ thông tử phủ pháp khí tại huyết y kiếm thần mà nói cũng không có gì. Hủy diệt quan minh cung ngoan nhân, còn thiếu những thứ này. Mà lúc này, một trận trầm mặt ít nói vân trung định định chủ liếc nhìn tử kim hồ lô, lớn mật hỏi. Xin hỏi tiền bối, cùng cái này hồ lô nhưng có nguồn gốc. Ừm. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, nói, cái này là một vị trưởng bối trong tộc bảo vật, hiện tại. Cái kia vật quyên nguyên chủ. Thì ra là thế. Vân Trung Đình Đình chủ tiếp tục nói, tiền bối có thể lưu cái phương thức liên lạc. Cái này. Tề Nguyên không cự tuyệt, tùy ý đem một cái tử phủ đưa tin ngọc giảng cho Vân Trung Đình Đình chủ liếc nhìn. Vạn sự đại cát, đình chủ, phong lan, cứt mũi tiên tử, cáo từ. Tề Nguyên hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Phong Lan thấy thế, nới lỏng một hơi. Vân Trung Đình Đình chủ ánh mắt tĩnh mịch, không biết rõ đang suy tư điều gì. Phong Nguyệt Tiên Tử thì một mặt ủy khuất bộ dáng, không nói ngưng nghẹn. Khi trở lại động phủ thời điểm, Khang Phúc Lộc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Khương Á còn đứng ở bồ đề thụ bên trên, suy tư công pháp. Tề Nguyên liếc nhìn Khương Á, hô. Ta đã đi cửa sau thành công, đông thổ thiên kiêu chiến liền không tham gia. Ta muốn bế quan bảy ngày, nghiên cứu công pháp. Khương Á liếc nhìn Tề Nguyên, lộ ra không hiểu thấu thần sắc tề nguyên thực lực, tham gia đông thổ thiên kiêu chiến chính xác là pháo hôi, vẫn là không tham gia tốt. Tề nguyên sau khi vào động phủ, lại treo một cái thẻ bài tại ngoài động phủ. Bế quan 7 ngày, không thể làm phiền, người vi phạm tất sát. Quan hệ đến lấy kim đan đại đạo, hắn tự nhiên nghiêm túc đối đãi Thậm chí, còn đem dao phay cùng huyết sắc thần hồn kiếm đặt ở trong môn trong coi. Hai ngày phía sau, Khang Phúc Lộc nhìn xem động phủ tề nguyên bên ngoài nét chữ, lộ ra cổ quái thần sắc hắn không khỏi đến cảm thán sư đệ thiên phú thậm chí so với ta còn mạnh hơn đáng tiếc lần này đông thổ thiên kiêu chiến như không phải sớm hắn có lẽ thật có khả năng có thể đi vào đông thổ thiên kiêu bản trước một trăm đem tông chủ trong tộc bảo vật muốn trở về mà bây giờ sư đệ liền kim đan đều không có kết tham gia đông thổ thiên kiêu chiến trọn vẹn liền là chịu chết khương á thì ánh mắt yên tĩnh đi thôi đông thổ thiên kiêu chiến bắt đầu. Hai người hóa thành một đạo lưu quan, hướng vân trung đình chỗ sâu mà ra. Trong núi lớn, bí cảnh mở ra, lưu quan bốn phía, trong không khí linh khí cũng thay đổi đến tràn lan lên. Khương ái nhìn phía trước tuổi trẻ thiên kiêu, ánh mắt cũng thay đổi đến ngưng trọng lên. Khang Phúc Lộc thì khoát mặt. À, ta thần quan tông tông chủ con rể, ngũ quan phong phong chủ quan môn đệ tử danh hào, tại cái này khó dùng hắn cảm nhận được rất rất nhiều cường giả khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đống lớn hắn đánh không thắng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất phẩm kim đan, tại nơi này lộ ra bình thường. À, vẫn là sư đệ nói đúng, kim đan của ta nếu là luyện lớn điểm, liền sẽ không tự ti. Hắn dựng ở trong đám người, có chút không thấy được. Đúng lúc này, một đạo mênh mông âm thanh truyền vào trong tai của mọi người. Lần này đông thổ thiên kiêu chiến, quy tắc có biến trước hai mươi chỉ có mười chín cái danh ngạch các vị đừng ngoáy sai tất cả thiên kiêu nghe được cái này đều hơi biến sắc mặt trước hai mươi chỉ có mười chín cái danh ngạch ý tứ gì đông thổ thiên kiêu chiến dạng này thịnh sự còn có người trắng trợn đi cửa sau thật sự là đáng giận thật sự là thèm muốn nhiều thiên kiêu nghị luận âm ỉ những cái kia nguyên bản xếp tại hơn hai mươi vị thiên kiêu càng là sắc mặt khó coi, ít một cái danh ngạch, đối bọn hắn mà nói, cạnh tranh áp lực biến lớn một chút. Đáng giận, đến cùng là cái nào âm thần tử tôn, không dám tham gia đông thổ thiên kiêu chiến, dĩ nhiên đi cửa sau. Lúc này, Khang Phúc Lộc ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía Khương Á, tề nguyên có phải hay không nói hắn đi đi cửa sau? Ừm. Khương Á gật đầu, thần sắc kỳ dị, hắn còn nói sau khi hắn đi cửa thành công. Khang Phúc Lộc trầm mặt, nội tâm không thể nào hiểu được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 156. Giả cùng tôn giả tính toán 2. Tải app để nghe trọn bộ. Trùng hợp. Vẫn là cái gì? Hẳn không phải là cái này nhỏ. Đại gia a. Khang phúc lộc lầm bầm lầu bầu. Xong đời. Trong động phủ, trên trán tề nguyên toát ra mồ hôi lạnh ta đây coi là không tính ngộ nhập lạc lối. Tại tiếp diễn, Tề Nguyên Kinh, Pháp Quyết thời điểm, Tề Nguyên phát hiện, hắn lấy được những cái kia Pháp Quyết, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì, đoạn thời gian trước, hắn liền đã nghĩ kỹ, Kim Đan Đại Đạo muốn đi, thần anh Đại Đạo cũng không rơi xuống. Thế nhưng, Kim Đan Đại Đạo, căn bản vô cùng vô tận, đi không đến cuối cùng. Tề Nguyên phỏng chừng, muốn đi đến cuối cùng, hắn khỏa kia tiểu thái dương, chí ít phải đem phiến kia vũ trụ cho nuốt vào. Cái này còn sớm đây. Cho nên nói, tề nguyên kinh có lẽ chia làm hàng tinh kim đan thiên, cùng tiếng giai thần anh thiên. Hàng tinh kim đan thiên, liền là cường hóa thái dương chân hỏa, thôn phệ quần tinh. Tiếng giai thần anh thiên, liền là bình thường tu luyện, cuối cùng bước vào thần anh. Ta nếu là bước vào thần anh, chẳng phải là nói, ta lại là nguyên đan tu sĩ, lại là thần anh tu sĩ. Tề Nguyên liếu riếu, cảm giác đầu có chút choáng. Công pháp cần càng ngày càng nhiều, ta tốt nghèo. Kim Đan bộ phận cần tạo ra hai môn pháp quyết, cần pháp quyết tự nhiên càng nhiều. Như không phải bởi vì trong lòng có chính nghĩa, Tề Nguyên lại là tuân thủ luật pháp hảo công dân, hắn đều muốn đi làm một kiếp tu. Bạch Nguyệt Quang, ngươi ở đâu? Giả cùng Tôn giả, ngươi làm sao lại không thể thầm tính một chút ta đây? Tề Nguyên bất đắc dĩ, hắn đi ra tới động phủ. Như thế nào khách sạn, vắng vẻ không ít. Những người kia đều đi bí cảnh tham gia đông thổ thiên kiêu chiến. Lúc này, Tề Nguyên đem đưa tin ngọc giảng lấy ra, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vân Trung Đình Đình Chủ Hắn không nghĩ tới, bế quan tu luyện thời điểm, Vân Trung Đình Đình Chủ còn đưa tin tìm hắn. Thân hình của hắn lóe lên, xuất hiện lần nữa, liền là trong mây cung. Một thân huyết bào, phi phàm tuấn mỹ dung mạo, vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vân Trung Đình Đình Chủ, tìm ta chuyện gì? Tề Nguyên mở miệng, ánh mắt yên lặng. Hắn cảm giác được, tại cái Vân Trung Đình này, bất ngờ có một vị tử phủ hậu kỳ, bảy vị tử phủ trung kỳ, tử phủ sơ kỳ tu sĩ một số. Chẳng lẽ nói, cuối cùng có Bạch Nguyệt Quan coi trọng hắn, tới đưa công pháp tới. Những người này, đều là nhân loại chất lượng cao lão đầu. Gặp qua huyết y kiếm thần. Gặp qua huyết y kiếm thần. Chỉ thấy lúc này, hơn 30 vị tử phủ nhộn nhịp lên trước, đối tề nguyên thi lễ. Trong đó, còn có tề nguyên người quen biết cũ, hướng nghiệp lễ. Bất quá lúc này, hướng nghiệp lễ lại giả bộ như không biết tề nguyên đồng dạng. Những cái này tử phủ, có thể nói là bây giờ Thúy Vân Châu đứng đầu nhất lực lượng, đều hội tụ ở cái này. Bất cứ người nào ra ngoài, cũng có thể làm cho một thành một nước đỉnh loạn. Nhưng đối mặt Tề Nguyên, bọn hắn trong đôi mắt chỉ có kính sợ. Tề Nguyên liếc nhìn Vân Trung Đình đình chủ, ánh mắt yên lặng. Muốn làm gì? Vân Trung Đình đình chủ thực lực tại nhóm này tử phủ bên trong cũng không phải tối cường, lúc này lại mơ hồ đứng đầu. Tiền bối hủy diệt quan minh cung, làm Thúy Vân Châu trừ bỏ lớn hại. Bây giờ, Thúy Vân Châu rắn mất đầu, Chúng ta nguyện ý tổng đẩy trước lớp làm Thúy Vân Châu đứng đầu. Vân Trung Đình Đình chủ nghiêm túc nói. Vì kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng cúi đầu xuống. Chúng ta nguyện đẩy trước lớp đứng đầu. Tề Nguyên nghe vậy, vui vẻ. Đây là để hắn làm võ Lâm minh chủ ư? Ta thích đơn giản trực tiếp, không muốn quanh co lòng vòng. Tề Nguyên nói. Một nhóm tử phủ đẩy hắn đứng đầu, liền tương đương với tiền cho mình cái chỉ mình lão tử như không phải có tình huống đặc biệt ai nguyện ý làm như vậy chỉ thấy vị kia tử phủ hậu kỳ đại năng lên trước mở miệng nói tiền bối có biết đại kiếp sắp tới tề nguyên lắc đầu cậu thí đại kiếp liền nghe vân trung đình đình chủ nói qua cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng phỏng chừng những cái này tử phủ cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì đến âm thần mới biết được mấy trăm năm phía sau đại kiếp sắp tới thiên hạ sợ muốn xa vào tai họa bên trong. Tất cả tu sĩ, người người cảm thấy bất an, chúng ta cho dù thân là tử phủ, tại trong đại kiếp, cũng chỉ là ăn bữa hôm lo bữa mai thôi. Chính là bởi vì dạng này, Quang Minh Cung mới mở ra trăm nước huyết chiến, muốn đem hoàng cực kinh Long Quang chữa trị hoàn chỉnh, dùng tới cắt giảm đại kiếp. Chỉ có âm thần cấp bậc lực lượng, mới có chống lại đại kiếp một khả năng nhỏ nhoi, để ta chờ có khả năng tham sống sợ chết. Cho nên nói, các ngươi muốn cho ta che chở các ngươi tề nguyên hiểu hoàng cực kinh long quang không còn quang minh cung không còn thúy vân châu âm thần nội tình không còn đối mặt cái kia hư vô mờ mịt đại kiếp thúy vân châu căn bản là không có cách ngăn cản nguyên cớ những cái này tử phủ tu sĩ nhộn nhịp tới trước đầu nhập vào tề nguyên cuối cùng tề nguyên hủy diệt quang minh cung có âm thần nội tình đúng vậy tử phủ hậu kỳ đại năng mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía tề nguyên đều mang kính sợ tử phủ đại năng tiếp tục nói chúng ta nguyện ý tạo thành huyết y minh đẩy trước lớp làm minh chủ chúng ta nguyện mặc cho tiền bối thúc giục tiền bối muốn làm cái gì chúng ta nguyện làm tiền bối cánh tay tiền bối cần pháp bảo cần pháp quyết cần bảo vật chúng ta đều có thể đủ làm tiền bối tìm tới tề nguyên nghe vậy ánh mắt suy tư không thể không nói hắn có chút tâm động bởi vì hắn chính xác cần pháp quyết mà những cái này tử phủ lão đầu giúp hắn tìm pháp quyết có thể so sánh chính mình đi tìm dễ dàng hơn có thể nói hắn như thành thúy vân châu người đứng đầu chính đạo thúy vân châu pháp quyết cũng đều là hắn sao lúc này vân trung đình đình chủ đi lên trước tiền bối mời xem đây là ai theo lấy vân trung đình đình chủ âm thanh một vị khí tức suy yếu lão giả bị giải vào trên trận. Trong đôi mắt lão giả, đều là thần sắc sợ hãi, trong đó còn mang theo một chút oán hận. Vị lão giả này, trên mình tán phát khí tức rõ ràng là tử phủ. Tề Nguyên lắc đầu. Ta không biết hắn. Vân Trung Đình Đình Chủ tiếp tục nói. Tiền bối đoạn thời gian trước, từng chịu trưởng bối phó thác bắt lại tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô, bắt đầu từ hồng luyện trong tộc truyền ra, hai ngàn năm trước, hồng luyện lão thất phu coi trọng một tộc thánh hậu, muốn đem nó nạp làm thiếp. Một tộc thánh hậu cận kề cái chết không theo, treo cổ tự tử bỏ mình. Kết quả hồng luyện lão thất phu thẹn quá hóa giận, đem một tộc toàn tộc tru sát, một tộc chỉ có một hai người sống đào thoát. Tử kim hồ lô, liền là hồng luyện theo một tộc chỗ đến. Tiền bối cái vị kia trưởng bối, hẳn là một tộc người. Hồng luyện lão thất phu đã tự chúng ta bắt lại, mặc cho tiền bối xử lý. Hồng luyện nhìn xem vân trung đình đình chủ, trong mắt đều là nộ hỏa. Ta đã đầu nhập vào Thủy Tiên Châu, các ngươi đem ta bắt lại, là muốn cùng Thủy Tiên Châu khai chiến sao? Thủy Tiên Châu, tiếp giáp Thúy Vân Châu, thực lực so với có quan minh cung Thúy Vân Châu mạnh hơn một chút, nhưng mạnh không nhiều. Tề Nguyên nhìn xem hồng luyện. Trong lòng ước chừng minh bạch. Đây chính là tông chủ cùng huyền sùng trưởng lão diệt tộc cừu nhân lúc trước tính tình không tốt huyền sùng trưởng lão đối với hắn thế nhưng hơi có chút chiếu cố tề nguyên nhìn xem hồng luyện trên mặt mang theo nụ cười nếu như thủy tiên châu đều là ngươi như vậy tử phủ khai chiến lại như thế nào hắn ước gì nhiều một điểm bạch nguyệt quan vì kia tử phủ hậu kỳ đại năng lúng túng cười cười không dám nói lời nào lúc này tề nguyên mở miệng đã như vậy ta liền đem một làm cái này thúy vân châu chi chủ mà các ngươi nha đến cho ta thu thập pháp quyết càng nhiều càng tốt những cái này tử phủ nghe được cái này đều lộ ra nụ cười huyết y kiếm thần đồng ý trong lòng bọn hắn đá rơi xuống mấy trăm năm phía sau đại kiếp bọn hắn không cần bơ vơ không nơi nương tựa lúc này tề nguyên lại mở miệng nói hướng nghiệp lễ còn có ngươi ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ vì kia tử phủ đại năng sắc mặt căng thẳng tuân mệnh tiền bối gọi lão phu làm mi sơn là đủ ân ừ, hai người các ngươi đem hồng luyện cho mang đến tề nguyên quét mắt tại trận tử phủ một chút bọn hắn đều thức thời rời đi tề nguyên vậy mới tiếp tục nói đại thương thần quan tông giao cho khô mộc chân quân mi sơn cùng sắc mặt hướng nghiệp lễ ngưng lại tuân mệnh biết như vậy chuyện bí ẩn bọn hắn biết cùng huyết y kiếm thần ràng buộc cũng lại vạch không rõ cái tử kim hồ lô này cũng một chỗ cho hắn tề nguyên cười nói tại trong tử kim hồ lô hắn lưu lại có một đạo bản nguyên thần thông còn có một tia thái dương chân hỏa hắn không sợ hai người này đến dị tâm tề nguyên nói xong thân hình tiêu tán không gặp chỉ để lại mi sơn cùng hướng nghiệp lễ cùng hồng luyện ba người hướng nghiệp lễ nhìn xem mi sơn ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc tiền bối, kỳ thực ta thật tò mò, ngươi vì sao sẽ chọn huyết y kiếm thần. Đại kiếp sắp tới tin tức, hướng nghiệp lễ cũng là gần nhất mới biết. Hắn mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn nhóm này tử phủ, cách tử vong dĩ nhiên gần như vậy. Ngươi là muốn nói, huyết y kiếm thần đắc tội giả cùng tôn giả, không còn sống lâu nữa. Mi Sơn mở miệng, âm thanh điều hiu. Không. Vạn bối không phải ý tứ này. Loại trừ huyết y kiếm thần, chúng ta còn có cái khác đường ư. Hy vọng giả cùng tôn giả, cố kỵ đại kiếp, cái này mấy trăm năm qua không muốn đối minh chủ xuất thủ. Chỉ có dạng này, tại minh chủ che chở cho, mấy trăm năm phía sau, đại kiếp phủ xuống, chúng ta mới có sống sót cơ hội. PS Trạng thái không tốt, xin phép nghỉ một ngày, 6 giờ sáng không có đổi mới, vạn phần xin lỗi. Nếu không ngày mai bắt đầu sau đó mỗi sáng sớm chừng 6 giờ phát hai chương, Thời gian khả năng sẽ biến động, chậm rãi điều chỉnh đến dương gian làm việc và nghỉ ngơi, ban đêm 12 giờ liền không phát, dạng này mọi người đều có thể rời giường một chỗ nhìn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 157. Âm thần quá mạnh, ta đến thông tinh tinh. 1. Tải app để nghe trọn bộ. Sau 3 ngày, Tề Nguyên nhìn xem trong những trữ vật trực rỡ muôn màu pháp quyết, mặt mày hớn hở. Quả nhiên vẫn là có thuộc hạ cảm giác tốt nếu như lưu phong giới công pháp đối ta hữu dụng thì tốt hơn nhiều như vậy pháp quyết đủ ta tiến giai thần anh thiên đẩy lên kim đang trung kỳ a à. tề nguyên suy tư kim đang đại đạo thiên thôi diễn tại tề nguyên mà nói đó là một cái động không đấy cuối cùng vũ trụ có bao nhiêu khỏa hành tinh bao nhiêu khỏa hành tinh tề nguyên cũng không biết muốn toàn bộ thôn phệ xong chính xác tiêu hao rất lớn. Bất quá, phía trước thôi diễn kim đang đại đạo thiên, có lẽ đầy đủ ta trên kim đang thái dương chân hỏa, nuốt mấy khỏa hành tinh A. Tề nguyên đội thị đang điện của mình, trong đó có một viên kim đang hình chiếu, phía trên hỏa diễm, bốc cháy rất mạnh. Trên mặt đất một ngày, trên trời trăm năm. Phỏng chừng, không bao lâu nữa, hắn liền có thể nuốt một chút hành tinh chơi đùa. Tề nguyên không tiếp tục suy tư, toàn tâm đưa vào chỗ đúng phương pháp quyết bên trong đại thương quốc thần quan tông thần dược phong huyền sùng trưởng lão sắc mặt tái nhật khô mộc chân quân thần sắc cũng không phải rất tốt tại phía trước bọn hắn đang có một vị thân mang áo trắng người trẻ tuổi khô mộc chân quân ngươi ta đồng xuất nhất tộc ta như thế nào lại lừa ngươi còn có huyền sùng trưởng lão ba người chúng ta mới xuất thân đồng tộc nên lấy một tộc lợi ích làm trọng áo trắng người trẻ tuổi tên là mộc không lúc trước hồng luyện tru sát mộc tộc hắn không tại trong tộc miễn cưỡng trốn qua một mạng khô mộc chân quân nhìn xem mộc không trong mắt sinh ra một cổ nộ ý mộc tộc lợi ích bất quá là ích lợi của ngươi thôi mộc không nghe vậy cười nhạt một tiếng mà là nói lấy khô mộc chân quân ngươi thiên phú khi nào mới có thể đủ tu đến tử phủ cảnh mà sư tôn của ta Hồng kiếm môn thái thượng trưởng lão, chính là tử phủ tu sĩ. Chỉ cần khô một chân quân ngươi đem ở một nguyên bảo điển dâng lên, đại thương làm hồng kiếm môn hiệu mệnh, sư tôn ta thương thế trên người khôi phục, liền có thể làm một tộc phục thù. Hắn nói đường đường chính chính, đại khí lăng nhiên. Khô một chân quân sắc mặt âm trầm. Hồng kiếm môn ham muốn đại thương, không phải một ngày hai ngày. Lúc trước đại thương lão hoàng đế, sau lưng liền có hồng kiếm môn bóng dáng bây giờ lão hoàng đế nâng đỡ thất bại liền để mộc không tới làm thuyết khách khô một chân quân trong vòng ba ngày cho ta một cái trả lời nếu không sư tôn ta đi tới nơi này liền sẽ không như vậy giảng đạo lý mộc không coi trời bằng vung hôm nay ân ta liền ở tại thất sắc phong truyền văn thất sắc phong phong chủ xinh đẹp vô song không biết ta nhưng có phúc phận nhìn qua khô một chân quân mặt mày xanh lét thất sắc phong phong chủ bế quan tu luyện, không khách khí người. Hắn cũng không biết, thất sắc phong đỉnh núi, đã sớm trống rỗng. Đáng tiếc. Mộc không tiếc hận nói. Thực lực của hắn nhỏ yếu, chỉ là nguyên đan, tự nhiên không dám đắc tội nguyễn nhất tịch. Nhưng, làm sư tôn tới, kết quả vậy liền không nhất định. Khô Mộc chân quân, huyền sùng trưởng lão, các ngươi cố gắng nghĩ một thoáng, hết thảy lấy đại cục làm trọng sau ba ngày sư tôn của ta nếu là không có đạt được ta đưa tin nhưng là sẽ thân phó thần quan tông một không nói xong trên mặt mang theo nụ cười hướng thất sắc phong đi đến khôn một chân quân cùng huyền sùng trưởng lão hai người đứng ở trong đại điện thần tình càng khó coi khinh người quá đáng khôn một chân quân hận không thể một trưởng đem một không tiêu diệt nhưng mà cố kỵ hồng kiếm môn thái thượng trưởng lão hắn cuối cùng không cách nào hạ thủ bằng không mà nói, đây là đem thần quan tông kéo vào hủy diệt trong nguy cơ. Phong thủy của nơi này có phải là không tốt hay không? Trầm mặt ít nói huyền sùng trưởng lão mở miệng. Hắn đi tới thần quan tông mấy trăm năm, một mực yên lặng tu luyện, cho tới bây giờ không dính vào tông môn đại sự. Nhưng cái này trăm năm ở giữa, hắn phát hiện cái này nho nhỏ thần anh tông môn, bên trong vấn đề cũng rất nhiều. Trong tông môn, vẹn vẹn hắn phát hiện gián điệp, liền có trên trăm vị còn có một chút kỳ kỳ quái quái đệ tử chấp sự trưởng lão hắn nguyên lai tưởng rằng những người kia gia nhập thần quan tông là ông lấy mục đích đặc biệt kết quả ân rất bình thường cho tới bây giờ không làm sự tình có vấn đề mọi người hợp thành một cái không có vấn đề tông môn phía trước có trăm nước huyết chiến hiện tại lại có hồng kiếm môn uy hiếp huyền sùng trưởng lão thật cảm thấy nơi này phong thủy có vấn đề khô một chân quân một thân mỏi mệt. Hắn xuất thân đại tộc, đi qua vô tận nguy nan mới đi đến trình độ này, thần sắc hắn cương nghị. Thiên mệnh có khi tận, người. Không có tận cùng. Hắn không tin trời mệnh, hắn cho rằng hết thảy đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, một nguyên bảo điển, giao không giao. Huyền sùng trưởng lão trận nhìn khô mộc chân quân một chút. Khô mộc chân quân thở dài. Đông Thổ Thiên Kiêu Chiến có lẽ đã bắt đầu, không biết rõ Phúc Lộc cùng Tề Nguyên tình huống như thế nào. Huyền Sùng trưởng lão nghe vậy, trong mắt cũng mang theo một tia tiết hận. Đáng tiếc, cho Tề Nguyên thời gian quá ngắn, không phải. Hắn nếu là ngưng kết kim đan, nói không chắc thật có cơ hội, bước vào Đông Thổ Thiên Kiêu bản trước 100, đem tử kim hồ lô mang về. Có tử kim hồ lô, chúng ta một tộc mới có một chút cơ hội cuộc khởi lần nữa khô một chân quân khổ sở nói hồng luyện còn sống như thế nào vùng dậy không đề cập tới hồng luyện liền hồng kiếm môn cái kia già nua bị thương tử phủ bọn hắn đều không thể ứng đối hai người đáng chát chỉ có thể yếu ớt thở dài không biết qua bao lâu đột nhiên một đạo thanh âm vội vàng truyền đến không tốt tông chủ một vị chấp sự vội vã và đi vào trong đôi mắt đều là bối rối thần sắc huyền sùng trưởng lão nhịn không được nâng tráng quả nhiên phong thủy không tốt thế nào khôn một chân quân hỏi rất có trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tư thế mộc không chết chết tại thất sắc phong giữa sườn núi chấp sự đại sự báo cáo khôn một chân quân sắc mặt đại biến đi hắn phất ống tay áo một cái cùng huyền sùng trưởng lão hướng thất sắc phong bay đi làm rơi xuống thất sắc phong giữa sườn núi thời gian, Khâu Mộc Chân Quân nhìn thấy gốc kia quen thuộc che trời cự mộc. Đã từng, hắn cùng Đại Thương Hoàng hậu, bây giờ Thái hậu mộ u từng tại cái này hẹn hò. Mà bây giờ, một không thi thể bị chia làm hai đoạn, tự hồ bị một kiếm cho chặn ngang chặt đứt. Khương Linh tối lúc này đứng ở một bên, một thân quích váy dài màu vàng, nhìn lên như là ông mực. Chuyện gì xảy ra? Khâu Mộc Chân Quân hỏi. Khương Linh tố như có điều suy nghĩ, mở miệng nói. Đệ tử ngay tại trong phòng tu luyện, đột nhiên cảm nhận được mênh mông kiếm ý, liền tới phía ngoài xem xét. Liền nhìn thấy một gốc cỏ, đem người này cho chặn ngang chặt đứt. Nàng nói xong, còn quét mắt bây giờ mặt đất. Khắp nơi đều là thảo, nàng không biết là bị cái nào một gốc cho tru sát. Một gốc cỏ, chém giết một vị nguyên đang tu sĩ. Khô một chân quân nhíu mày, người sư tôn đây hắn suy đoán hẳn là nguyễn nhất tịch thủ bút sư tôn nàng lão nhân gia rời đi thất sắc phong đây là đại sư huynh nói cho ta biết khương linh tố trả lời khô một chân quân nghe vậy nhìn xem thi thể trên đất trong mắt thần sắc càng sầu lo bây giờ mộc không đã chết một nguyên bảo điển nhất định không thể giao cùng hồng kiếm môn cựu oán triệt để kết lập tức tránh ra mở tông môn đại trận khô mộc chân quân phân phó. Hồng kiếm môn cái vị kia thái thượng trưởng lão, đã sớm từng bị trọng thương, một thân thực lực không biết còn lại mấy thành. Nhưng cuối cùng, vẫn là tử phủ. Hy vọng. Thần quan Tông có khả năng vượt qua kiếp này. Lúc này, Khương Linh Tố nói. Tông chủ, Đại sư Huynh nói, lại có hai ngày, hắn một chút thuộc hạ sẽ đi tới thần quan Tông, sẽ có một kiện lễ vật, đưa cho Tông chủ. Thuộc hạ thần quan tông tông chủ có chút mộng. Còn có lễ vật. Hắn không phải tại tham gia đông thổ thiên kiêu chiến ư. Khô Mộc chân quân hỏi. Không biết rõ. Khương Linh tố lắc đầu, những chuyện này nàng cũng không phải rất rõ ràng. Đại sư Huynh coi như không tham gia, đối với nàng mà nói, kỳ thực cũng không tính là gì. Khô Mộc chân quân nghe vậy, không nói gì nữa. Cuối cùng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hồng kiếm môn uy hiếp, chính là chân chính đại sự thúy vân châu vân trung thành bây giờ tề nguyên đã chuyển tới vân trung đình minh chủ vân trung đình đình chủ cuối thấp đầu lâu thần tình cung kính tại ngoài đại điện nhẹ giọng hô đi vào tề nguyên mở ra hai con ngươi tàn thương tuế nguyệt tại trong mắt chợt lóe lên vân trung đình đình chủ cùng một vị cộng lưng lão giả tiến vào hai người thần tình đều cực kỳ cung kính minh chủ đây là tân thu tập công pháp vân trung đình lần nữa đem túi trữ vật đưa lên bên trong lít nha lít nhít đều là công pháp ngọc giảng tề nguyên liếc nhìn trong lòng có chút vui vẻ cái này có thể so sánh vết lão đầu cầm công pháp nhanh hơn chẳng trách người người đều ưa thích làm nhà tư bản đều ưa thích bóc lột làm không tệ tiếp tục cố gắng tề nguyên tùy ý khen ngợi câu vân trung đình đình chủ tiếp tục nói gần nhất trong bóng tối có một chút lực lượng, tự hồ tại điều tra. Minh chủ thân phận, nói thí dụ như, đang điều tra trăm nước thần hoa hội tất cả thành viên. Tề Nguyên nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Có người tại lột hắn mã giáp. Cái này quá phận. Hắn còn có hay không điểm việc riêng tư? Liên tiểu hào đều lột, đây là xâm phạm hắn việc riêng tư quyền. Là ai? Tề Nguyên hỏi đại khái là thiên địa động người. Vân Trung Đình Đình Chủ nói. Trăm nước tiếp giáp Thúy Vân Châu, muốn tra xét trăm nước tin tức, không thể tránh khỏi muốn cùng Thúy Vân Châu thế lực giao tiếp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 157 Âm thần quá mạnh, ta đến thôn tinh tinh. 2. Tải áp để nghe trọn bộ. Bây giờ Thúy Vân Châu đổi một cái mới trưởng khống giả, huyết y minh giả cùng tôn giả tề nguyên hai mắt tỏa sáng hắn có hay không có đối ta nói dọa có hay không có nói muốn tiêu diệt ta vân trung đình đình chủ có chút sợ hãi yếu ớt nói không có thật hay không thật không có khoảng thời gian này hắn đối huyết y kiếm thần tính cách đã có hiểu biết người này là thật điên a à? hơn nữa còn ưa thích giết người tất nhiên hắn giết người là nói suy luận cũng không phải loại kia dết lung tung vô tội đại ma hắn coi như không có nhưng trong lòng hắn khẳng định nghĩ như vậy qua sắc mặt tề nguyên nghiêm túc bất quá chợt lại buông tha loại ý nghĩ này cuối cùng liền quá không nói đạo lý hắn viết luận văn nhỏ cũng coi trọng chứng cứ không oan uổng một người tốt về phần người xấu oan uổng một thoáng thì sao chờ ta có thời gian gặp được vị này giả cùng tôn giả tự mình đi hỏi một chút hắn có hay không có muốn giết ta tề nguyên nói vân trung đình đình chủ nghe được cái này trên trán đều muốn sinh ra mồ hôi lạnh người đây cũng quá dữ dội nếu là một cái tử phủ tùy tiện đến hỏi một vị âm thần tôn giả có hay không có muốn giết hắn vị kia âm thần tôn giả cho dù phía trước không muốn giết e rằng đều muốn sinh lòng sát ý lúc này vân trung đình đình chủ suy nghĩ cực kỳ phức tạp không biết nhận cường giả như vậy làm minh chủ, là một chuyện tốt vẫn là việc xấu. Liên sợ đại kiếp còn chưa bắt đầu, hắn liền tìm đường chết đi tìm một chút âm thần phiền toái. Hắn vùng trộm liếc nhìn bên cạnh lão giả, liếc mắt ra hiệu. Minh chủ, thuộc hạ cáo từ. Vân Trung Đình Đình chủ nói. Thiên địa động tại điều tra minh chủ thân phận tin tức, hắn tự nhiên muốn nhúng tay, để nó không cách nào điều tra. Đối với minh chủ thân phận, bọn hắn cũng không dám sâu tra. Không có vấn đề còn tốt, nhưng làm Thúy Vân Châu Minh chủ, liền sợ tra ra vấn đề. Lạnh lạnh, Thúy Vân Châu không còn âm thần nội tình, làm thế nào? Loại cảm giác này thật giống như một cái tu tiên gia tộc, lão tổ bị người tiêu diệt, cường nhân tu hú chiếm tổ chim khách, giả vờ thành lão tổ. Kết quả, cái kia tu tiên gia tộc trưởng lão cho dù biết lão tổ thay người, cũng không dám lộ ra tiếp tục cúng bái liếm lát. Vân Trung Đình Đình chủ rời đi, trong đại điện chỉ còn dư lại Tề Nguyên cùng vị lão giả kia. Ngồi. Tề Nguyên nhìn lão giả một chút, một cái ghế rơi vào sau lưng lão giả. Đối đãi lão đầu, Tề Nguyên luôn luôn tôn kính, lại đặc thù đối đãi. Cho dù đi tới thương lan giới, kính già yêu trẻ tốt đẹp phẩm đức vẫn còn ở đó. Đa tạ minh chủ ban thưởng ghế ngồi. Trong lòng lão giả bồn chồn nghe nói ngươi sống gần tới mười vạn năm gặp qua không ít âm thần tề nguyên nghe vậy lão giả trước mắt chính là thổ quy nhất tộc lúc này yêu tu cũng là thúy vân châu bây giờ tuổi tác lớn nhất tề nguyên cố ý đem nó tìm tới chính là vì biết rõ âm thần cường đại cỡ nào gặp qua thổ quy lão đầu thân thể gầy teo yếu đuối nhưng tề nguyên biết đây là quan niệm lão đầu này phòng ngự e rằng so với quan minh cung đại cung chủ còn mạnh hơn. Âm thần. Mạnh bao nhiêu? Tề Nguyên hỏi. Thổ quy lão đầu lộ ra suy tư thần sắc, hắn nhớ tới phía trước, vân trung đình đình chủ cảnh cáo. Đơn giản chính là, đem âm thần cho miêu tả lớn mạnh một chút. Kỳ thực, không cần vân trung đình đình chủ cảnh cáo, thổ quy lão đầu cũng cảm giác, âm thần vô cùng cường đại. Âm thần chi cảnh, là tiên thần chi cảnh hoàng cực kinh long quan chủ nhân đèn lòng tôn giả ta từng gặp hắn là đạp thiên hai bước âm thần đạp thiên hai bước âm thần cảnh giới chia làm bảy cái tiểu cảnh giới phân biệt là đạp thiên một bước đến đạp thiên thất bộ đạp thiên một bước đến ba bước gọi chung là tôn giả đạp thiên bốn bước làm đại tôn bảy chạy bộ xong liền có thể xưng là dương thần tử phủ cần ngưng tụ ra một khỏa thần khiếu đem bản thân pháp lực chuyển hóa làm thần linh lực, liền có thể làm âm thần. Âm thần tu luyện, liền là tiếp tục khai thác thần khiếu. Mỗi nhiều khai thác một khỏa thần khiếu, thực lực gia tăng ước chừng gấp đôi. Khai thác ra 12 khỏa thần khiếu, liền coi như mà đến đạp thiên hai bước. Làm ngưng kết 36 khỏa thần khiếu, liền là đạp thiên ba bước. Người cái này gấp đôi, là dây tính tăng trưởng vẫn là chỉ số tăng trưởng. Tệ Nguyên hỏi nếu như là chỉ số tăng trưởng, vậy liền quá kinh khủng. Thổ quy lão nhân khó hiểu, không hiểu tề nguyên ý tứ. Đại khái, một vị 11 thần khiếu tôn giả, có thể đánh bao nhiêu một thần khiếu tôn giả. Tề nguyên đổi một cái thuyết pháp đơn giản. Chí ít 10 cái, thậm chí khả năng mấy chục cái, thậm chí trên trăm cái. Càng là đằng sau thần khiếu, ẩn chứa trong đó thần linh lực cũng liền càng mạnh. Đen lông tôn giả là đạp thiên hai bước, mở ra 13 cái thần khiếu âm thần. Khiếm khuyết hoàng cực kinh long quang, phát huy ra một kích mạnh nhất, cũng có thể so mở ra 6-7 thần khiếu âm thần. Tề Nguyên hỏi. Giả cùng tôn giả mở ra bao nhiêu thần khiếu? Thổ quy bất đắc dĩ cười một tiếng. Loại này bí mật sự tình, nhỏ làm sao có khả năng biết được. Tề Nguyên nghe vậy, đối âm thần cũng có đại khái hiểu rõ. Có thể nói, âm thần chi cảnh khoảng cách, cũng cực lớn. Lúc này, thổ quy thấp giọng nói. Vài ngày trước, Tiền Bối cùng Quang Minh cung tại hư cảnh một trận chiến, chiến đấu sản phẩm rơi vào Thúy Vân Châu. Tiểu lão đầu tự mình đi liếc nhìn. Lúc trước, tề nguyên triệu hoán kim đang hình chiếu, hủy diệt hết thảy. Nhưng trên thực tế, hàng tinh kim đang tại hư cảnh bên trong, vẫn là sinh ra một chút trung chuyển, sáng tạo ra một chút sản phẩm. Căn cứ chiến đấu còn sót lại sản phẩm, lúc trước chiến đấu phát sinh ước chừng tại đạp thiên hai bước nâng lên cái này thổ quy một mặt hoảng sợ tề nguyên nghe vậy cũng là tại tính toán vượt qua vũ trụ triệu hồi ra tới hằng tinh hình chiếu mới chỉ là đạp thiên hai bước ư bất quá tưởng tượng cũng thuộc về bình thường cuối cùng vượt qua một cái vũ trụ vẫn là hình chiếu cũng không phải kim đang bản thể nhìn tới vẫn là quá yếu nội tâm của tề nguyên có cảm giác cấp bách thương lan giới tối cường âm thần, đại khái là đạp thiên mấy bước, có hay không có dương thần? Tề Nguyên hỏi. Cái này tiểu lão đầu liền không biết, nhưng đông thổ không có đại tôn, vẹn vẹn có tôn giả, cái này cũng có thể xác định. Ừm. Tề Nguyên gật đầu, nhìn tới giả cùng tôn giả, tối cường cũng liền đạp thiên ba bước. Thổ quy rời đi. To như vậy trong cung điện, lại còn lại Tề Nguyên một người. Hắn nhìn xem trong nhẫn trữ vật pháp quyết, ánh mắt kỳ lạ. Âm thần vẫn là rất mạnh, đáng tiếc. Ta hằng tin kim đang tại thế giới khác. Giả cùng tôn giả nếu là đạp thiên ba bước nên làm cái gì? Dựa theo thổ quy mà nói, đạp thiên ba bước thấp nhất có 36 khỏa thần khiếu, viên mãn có 9981 khỏa. Giả cùng tôn giả nếu là có 81 khỏa thần khiếu. Hắn hiện tại đụng tới, khẳng định đánh không thắng. Không được, ta kim đang đại đạo, đến đưa vào danh sách quan trọng. Tề nguyên nội thị đang điền, phát giác thể nội thái dương chân hỏa đã tích lũy đến trình độ nhất định. Nơi này mới qua mười mấy ngày, cái vũ trụ kia bên trong đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Thái dương chân hỏa. Thôn phệ. Giờ khắc này, tề nguyên khởi động thái dương chân hỏa. Bên trong đang điền, nháy mắt biến đến nóng bỏng. Lúc này, mênh mông trong vũ trụ một khỏa hành tinh bên trên ngọn lửa nhấp nháy. Thân mang váy đen lạnh diễm thiếu nữ mở ra hai con ngươi, một tia thái dương chân hỏa tại trong lòng bàn tay của nàng bốc cháy. Nàng nhìn phía trước 13 khỏa hành tinh, chu nhang mang theo nhảy nhót. Thái dương chân hỏa, đi. Theo lấy thiếu nữ thanh âm, hành tinh bên trên, ngọn lửa màu vàng đột nhiên bốc lên. Hành tinh thể tích, trong khoảnh khắc đó đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thương lan giới, trên trời tiểu thái dương, quang minh càng lớn, đột nhiên lóe lên một cái. Tất cả người thường, thậm chí tu sĩ, đều không khỏi đến nhìn cái kia tiểu thái dương một chút, lộ ra nghi hoặc cùng mê mang thần tình. Thương mang vũ trụ, thái dương chân hỏa bốc lên. Vũ trụ bát phương, nồng đậm hỏa diễm bốc cháy. Thần thoại hỏa diễm thôn vệ hết thảy, không ngừng hướng về cái này thương mang vũ trụ mở ra chính mình sống lớn nóng miệng. 13 khỏa to lớn hành tinh, đối phạm nhân mà nói, một đời đều không thể đo đạt tinh thể, tại dưới thái dương chân hỏa này, lại nhỏ bé như hạt bụi. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Mười ba khỏa hành tinh liên tiếp bị thái dương chân hỏa thôn phệ. Mặc kệ là trạng thái cố định hành tinh, vẫn là trạng thái khí hành tinh cùng băng thái hành tinh, những cái này vũ trụ tinh thể bên trên, đều không hề có đạo lý giấy lên thái dương chân hỏa. Ninh đào trong hai con ngươi hiện lên vẻ vui sướng thần sắc lại thêm mấy cái hành cung. Lúc này, thương lan giới, tề nguyên không khỏi đến đánh tu tiên đến nay cái thứ nhất nhất. Hắn nội thị đang điền của mình, liền nhìn thấy quần tinh hình chiếu. Nói là quần tinh, kỳ thực cũng liền 14 khỏa. Một khỏa hành tinh, 13 khỏa hành tinh, còn có một số đất nhỏ không đáng kể tinh thể. Bắt đầu sưu tập tem lạp. Tiếp một lần mục tiêu, nuốt hành tinh. Tề nguyên cảm thụ xuống, thái dương chân hỏa còn có không ít còn thừa. Một cái hằng tinh nệnh không chết giả cùng tôn giả, hai cái đây. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio.